Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 192. Ngô Bình thở dài, chuyện này hoàng đế cũng không muốn quản, tôi làm như vậy cũng đắc tội với nhân vật lớn rồi. Tôi hỏi rồi, những người kia cũng không biết giáo chủ có lai lịch thế nào. Nhan tướng quốc nói, thế tục tuy không so được với tiên giới, nhưng thế tục cũng có nguyên tắc của thế tục, người kia không dám bắt người lộ liễu, chứng tỏ cũng có chút e sợ. Cậu phá hư chuyện của anh ta. Nếu anh ta là người thông minh thì sẽ ẩn nấp một thời gian. Trong lúc này, tôi nghĩ anh ta sẽ không kiếm chuyện với cậu đâu. Cho dù có tìm cậu thì cũng chưa chắc có thể tìm được. Ngô Bình, hy vọng vậy. Nói đến cùng vẫn là chỗ dựa sau lưng không vững, thực lực không mạnh, nếu không cũng không cần lo lắng những chuyện này. Nhan tướng quốc cười nói, trong lòng lo sợ thì mới có động lực tu hành, chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Ngô Bình, ông Nhan nói đúng. Lại ngồi một lúc rồi Ngô Bình tạm biệt Nhan tướng quốc. Cậu quay về nhà trước, chào hỏi với bố mẹ và Hàn Băng Nghiên rồi quay về thủ đô. Nơi cậu muốn đến chính là Đại học Thần Kinh. Lần này Đại học Thần Kinh mở thông đạo đặc biệt, tổng cộng có 17 người tham gia, tiếp nhận khảo sát và huấn luyện. Người được thông qua thì có thể chính thức gia nhập Học viện Quân sự Đại Hạ. Hôm nay là thứ ba, 17 sinh viên Đại học Thần Kinh, bắt buộc phải đến Đại học Thần Kinh điểm danh lúc 9 giờ rưỡi. Đại học Thần Kinh rất lớn, diện tích hơn 3.000 mẫu, trong góc trường có một tòa nhà, trước tòa nhà là một khoảng đất trống. Lúc Ngô Bình đến, vừa đúng 9 giờ 27 phút, lúc này trên sân đã có 16 người đứng đó. Trước mặt 16 người này là một cô gái chừng 20 tuổi, tư thế oai hùng. Cô gái da trắng xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, cô ta mặc bộ quân phục xanh lục bụi bặm, giày quân đội xám, đứng thẳng người. Ngô Bình mặc bộ quần áo thể thao xuất hiện, cậu nói, Ngô Bình báo đe nhổ. Cô gái liếc nhìn cậu, người khác đều đến trước 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng tên này lại gần đúng giờ mới đến. Ừ, căn phòng xanh phía sau cách 800 mét chính là doanh trại của các cậu, quần áo và trang bị của cậu đều ở bên trong. Trước 9 giờ, cậu phải thay xong quần áo. Nói xong thì nhìn đồng hồ rồi nói, cậu chỉ có 2 phút rưỡi. Ngô Bình, vâng. Sau đó quay người chạy về phía doanh trại. 800 mét, chạy xong cũng hết 3 phút, đi đi về về cộng thêm thời gian thay quần áo, chắc chắn cậu không đến kịp. Nhưng nếu cậu làm không được thì cô ta sẽ trừng phạt tên nhóc chậm chạp này. Thế nhưng, lúc Ngô Bình chạy đi, tất cả mọi người đều giật mình, chỉ nhìn thấy làn khói phóng thẳng đến doanh trại, trước sau cũng chỉ có 10 giây. Nửa phút sau, lại có một làn khói từ trong doanh trại lao ra, một cơn gió mạnh thổi đến. Ngô Bình đã đứng trước mặt tất cả mọi người. Lúc này, thời gian vừa đúng 9 giờ 29 phút. Còn một phút nữa là đến 9 giờ rưỡi. Cô gái không có biểu cảm gì, xem ra cậu đã tu luyện rồi, chạy rất nhanh. Ngô Bình, cô quá khen rồi, có luyện qua một chút. Tôi là giám sát viên của các cậu, họ Lam, các cậu có thể gọi tôi là giám sát Lam. Sau đó cô ta tỏ ý Ngô Bình đứng cuối hàng. Tiếp theo. Tôi sẽ nói một chút về nội dung kiểm tra. Hai ngày đầu, kiểm tra năng lực học tập của các cậu. Học viện quân sự là nơi để học tập, không có năng lực học hỏi mạnh mẽ, năng lực tư duy vượt trội thì không cách nào trở thành thành học viên học sự hợp cách cả. Đương nhiên, các cậu đều là hạt giống tốt của Đại học Thần Kinh, có lẽ sẽ không khiến tôi thất vọng. Lúc này, hai người mặc đồng phục màu đen đi đến, một người chừng 40 tuổi, một người 30 tuổi. Vẻ mặt người 40 tuổi uy nghiêm, nói các bạn học, tôi tên La Cương, phụ trách công việc bảo vệ quốc khố. Quốc khố có không ít bảo vệ, những thứ quý giá nhất được đặt trong khu chân bảo. Nơi đó có 3 món bảo bối, mỗi người các cậu có thời gian 2 ngày đi quan sát 3 món bảo bối. Trong thời gian này, các cậu có thể thu hoạch được gì, thì phải nhìn xem năng lực lĩnh ngộ của các cậu. Giám sát Lam, nghe rõ chưa? Tiếp theo chúng A phải đến quốc khố. Quốc khố là nơi quan trọng của đại hạ, ngay cả các đại thần vương công nếu không được phép cũng không thể tiến vào. Các cậu có thể vào quan sát bảo vật, chắc chắn là cơ duyên lớn nhất cả đời, nhất định phải quý trọng. Nhóm người đi về phía trước, Ngô Bình cố ý đi phía sau, sóng vai đi cùng giám sát Lan, nói, giám sát Lan, các giám sát đều xinh đẹp như vậy sao? Giám sát Lan hừ lạnh, bất nịnh nọt đi, có phải cậu muốn hỏi gì không? Ngô Bình cười ha ha. Lấy một lọ đan dược ra từ trong túi. Lọ đan dược này cậu lấy được từ trong hang động của tu sĩ Sime kia, tên là chú nhan đan, có thể khiến người dùng có dung nhan không già, da rẻ trắng mịn.
Giám sát Lan liếc nhìn, hỏi, đây là gì? Ngô Bình, chú nhan đan, do thầy luyện đan rất lợi hại luyện chế ra, sau khi dùng thì có thể cải lão hoàn đồng, dung nhan không đổi. Cô gái nào chẳng yêu thích cái đẹp, cô ta khẽ động ngón tay, nói, nếu cậu muốn dựa vào món đồ này, để tôi mở rộng cửa giúp cậu thì chỉ e cậu phải thất vọng rồi. Ngô Bình nghiêm mặt nói, giám sát Lam, tôi là người xuất sắc như vậy, còn cần đến người khác mở sao? Tôi nhất định phải dựa vào thực lực bản thân giành được vị trí đầu tiên. Sau đó cậu cười nói, tôi chỉ là muốn hỏi xem, mấy món chân bảo trong quốc khố có lai lịch thế nào, tại sao muốn để chúng tôi quan sát? Giám sát Lam đứng lại, nói, nếu là hỏi về chuyện này thì cũng không cần tặng đồ cho tôi có thể nói cho cậu. Ngô Bình vội nhét lọ đan dược vào tay cô ta, giám sát Lam không cần khách sáo, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Giám sát Lam thấy cậu thật lòng, cũng không khách khí, nhận lấy đan dược rồi nói, trong quốc khố có mấy món lai lịch thần bí, lần lượt là nhân hoàng bia, u thiên đồ, thái thượng trung. Nghe nói, ba món đồ này đều ẩn chứa điều huyền diệu, nếu người nào có thể lĩnh ngộ được một ít thôi cũng có thể có được lợi ích không nhỏ rồi. Ngô Bình, món đồ quý giá như vậy mà lại để ở quốc khố sao? Giám sát Lam nhìn cậu rồi nói, ba món bảo bối, là do ba nhân vật lớn để lại, bên trên có ấn ký tinh thần của bọn họ, không ai dám động đến. Ngô Bình chớp mắt, nhân vật lớn thế nào? Tóm lại là người không ai dám kiếm chuyện. Giám sát Lam nói. Ngô Bình, được thôi. Cảm ơn giám sát Lam nói cho tôi biết. Lúc này giám sát Lam vội hỏi, tôi nghe nói, cậu là người bên Đông Vương. Ngô Bình, vâng, Đông Vương giúp tôi vào danh sách. Giám sát Lam, vậy cậu phải cẩn thận đấy. Trong những người đồng hành, có hai người là người của tả tướng Tư Đồ Vô Nan. Tư Đồ Vô Nan và Đông Vương bất hòa với nhau. Ngô Bình, mấy người đó tôi gặp rồi, không có sức ép gì với tôi cả. Giám sát Lam, ồ, cậu tự tin bản thân mình vậy sao? Ngô Bình, không phải có tự tin, mà là bọn họ quá yếu. Chẳng mấy chốc, nhóm người đã ngồi trên một chiếc xe buýt rất xa hoa, từng vị trí đều rất rộng rãi. Ngô Bình ngồi bên cạnh giám sát Lam, gần vị trí đầu xe. Giám sát Lam, ngày thứ ba kiểm tra gì vậy, cậu hỏi. Thể năng, chỉ ai có thể năng đạt chuẩn thì mới có thể tiến vào học viện quân sự. Nghe nói, trong 17 người, chỉ có 1-2 người có thể ở lại. Cậu nghe ai nói giám sát Lam liếc nhìn cậu, lần này không giới hạn số người, nếu các cậu đều xuất sắc thì có thể giữ lại toàn bộ. Nếu toàn bộ đều không đạt chuẩn thì đào thải toàn bộ. Ngô Bình rất bất ngờ, thay đổi quy tắc rồi sao? Không phải thay đổi quy tắc. Mà là viện trưởng học viện quân sự đại hạ đổi người rồi, ý của viện trưởng mới là thả thiếu chứ không ẩu. Ngô Bình gật đầu, cũng tốt, như vậy tôi cũng không còn áp lực tâm lý gì nữa. Sau đó cậu đè thấp giọng nói, giám sát Lam, cô tên gì vậy? Giám sát Lam chừng cậu hỏi kỹ như vậy làm gì? Ngô Bình cười nói, không làm gì cả, chỉ là muốn biết tên cô thôi. Giám sát Lam hỏi, đan dược cậu tặng tôi thực sự có tác dụng sao? Ngô Bình hạ giọng nói, không dám giấu gì, đan dược này là do một cao thủ đạo cảnh luyện chế, cô nói xem có tác dụng hay không. Giám sát Lam tươi cười, nói, Lam chỉ ngư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình cười, nói, tên của giám sát hay thật, chắc cô cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, hay là sau này tôi gọi cô là chị chỉ ngư được không? Lam chỉ ngư không nói gì tức là đồng ý. Ngô Bình lập tức nói, chị Chỉ Ngư là người của Học viện Quân sự Đại Hạ sao? Lam Chỉ Ngư, tôi tốt nghiệp năm ngoái, năm nay ở lại trường làm trợ giảng. Ngô Bình bỗng nói với vẻ đầy bái phục, chị Chỉ Ngư giỏi thật, tôi nghe nói số lượng nữ học viên của Học viện Quân sự Đại Hạ cực kỳ ít, tỷ lệ nam nữ là 30 mấy trên 1, nữ sinh có thể vào được Học viện Quân sự Đại Hạ nhất định phải rất lợi hại. Lam Chỉ Ngư, tôi cũng từng học ở Đại học Thần Kinh. Vì vậy bên trên mới cho tôi phụ trách lần khảo sát này. Ngô Bình cười, nói, vậy chị Chỉ Ngư xem như về thăm nhà rồi. Năm nay tôi mới thi vào Đại học Thần Kinh, vẫn chưa đi hết tất cả các nơi. Sau khi kết thúc khảo sát thì cậu có thể chính thức đến học ở Đại học Thần Kinh rồi. Lam Chỉ Ngư nói xong thì bỗng nói với người trước mặt, lát nữa đến quốc khố không được ồn ào, lúc xuống xe mỗi người có thể nhận một túi thức ăn, đủ để các cô cậu ăn trong 3 ngày. Ngô Bình chớp mắt, nói, có thể ăn thức ăn tự mang theo không?
Lam Chỉ Ngư liếc nhìn cậu rồi nói, nếu như cậu có thức ăn thì cũng được. Ngô Bình trở tay, lấy ra một túi thịt khô, đấy là túi thịt cậu giữ lại khi ăn cơm trên đảo Linh Tê, là thịt khô mà ông chủ Hoàng làm, mùi vị khá ngon, thơm nức mũi. Lam Chỉ Ngư không kiềm được, hỏi, đấy là thịt gì thế? Ngô Bình, thịt yêu thú, chỉ Ngư nếm thử đi. Cậu vừa nói vừa đưa qua một miếng. Lam Chỉ Ngư nhìn miếng thịt khô hơi trong suốt, không cưỡng lại được mùi thơm quyến rũ của nó nên đã nhận lấy và căn một miếng. Nó không dai như thịt bình thường mà ngược lại rất dễ nhai, mùi vị ngon cực, lần đầu tiên cô ta được nếm. Lam Chỉ Ngư ăn hết miếng thịt khô dài khi nào không hay, cô ta thở dài, nói cậu có pháp khí chứa đồ trên người sao? Cậu là tu sĩ bí cảnh à? Ngô Bình cũng không che giấu, cười, nói chỉ Ngư quan sát tốt quá, tôi mới vừa lên bí cảnh không bao lâu. Lam Chỉ Ngư vô cùng kinh ngạc, dù ở học viện quân sự đại hạ thì cũng chẳng được mấy người là tu sĩ bí cảnh. Cậu có sư phụ không? Cô ta tiếp tục hỏi. Đệ tử Liên Sơn Tông. Ngô Bình cười, nói. Lam Chỉ Ngư gật nhẹ đầu, nói, hèn gì cậu lại có pháp khí chứa đồ, còn tự tin đến vậy. Có điều, tôi nhắc nhở cậu, trong số những người này có một số người không đơn giản đâu. Ngô Bình, cảm ơn chỉ Ngư đã nhắc nhở. Xe chạy được một lúc thì đến trước một cánh cổng lớn, trước cổng không có bất cứ biển báo nào. Lúc này, Lam Chỉ Ngư yêu cầu tất cả mọi người xuống xe, sau đó mỗi người lấy ra một túi đựng thức ăn và đi bộ vào trong. La Cương lớn tiếng, các bạn, phía trước chính là quốc khố rất lớn, lát nữa các bạn sẽ vào trong một chiếc xe điện rất tối, xe điện sẽ chạy thẳng đến điểm đích. Anh ta đang nói thì có một chiếc xe buýt điện với cửa sổ tối đen chạy đến, mọi người lần lượt lên xe. Từ trong xe không thể nhìn thấy bên ngoài, thậm chí đến cả thần niệm cũng không cách nào ra khỏi phạm vi của xe, tất cả mọi người chỉ có thể thấy được tình hình trong xe. Quốc khố thật sự rất lớn, xe chạy bên trong gần 20 phút mới dừng lại, lúc họ xuống xe thì phát hiện mình đang ở một phòng khách khổng lồ, xung quanh căn phòng đều là bóng tối, bên trên có ba luồng sáng chiếu xuống, rọi lên ba món đồ. Ba món đồ đó lần lượt là một tấm bia đá, một cái chuông lớn và một tấm bản đồ trải trên bàn. La Cương nói, ba thứ này là bia nhân hoàng, chuông thái thượng và bản đồ ưu thiên. Các bạn có thời gian 3 ngày để quan sát và nghiên cứu chúng, có thu hoạch là tốt nhất, nhưng nếu không có cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một cuộc khảo sát. Đám đông có người hỏi, xin hỏi thế nào mới xem là có thu hoạch? La Cương đáp, đây là điều mà tôi muốn nói. Ba món đồ này đều không thể xem thường, nếu có thể lĩnh ngộ chúng thì sẽ có dị tượng xuất hiện. Thậm chí nếu có thể lĩnh hội được trên 3 phần thì sẽ có thể đánh thức 3 vị đại năng. Đại năng sẽ dọi tiên quang xuống, gột rửa thể xác và linh hồn của người lĩnh hội, nhờ đó có được lợi ích vô cùng to lớn. Đương nhiên, lịch sử chưa từng có ai có thể khiến đại năng chiếu tiên quang xuống, hy vọng sẽ có được nhân tài như thế trong số các bạn. Lam Chỉ Ngư, được rồi, mọi người tranh thủ thời gian nghiên cứu đi. Mọi người thi nhau hướng về 3 món báu vật đó, chỉ có Ngô Bình bình thản. Đi bên cạnh Lam Chỉ Ngư, mỉm cười và nói, chỉ Ngư, lịch sử có nhiều người có thu hoạch không? Lam Chỉ Ngư im lặng một lúc rồi năm nay chỉ có 3 người, trong đó có 2 người chỉ lĩnh hội được sơ sơ, 1 người lĩnh hội được bản đồ ưu thiên sâu hơn một chút. Sau đó người lĩnh hội được bản đồ ưu thiên đã trở thành một nhân vật lớn. Là ai? Tô Thần Hầu, lúc Lam Chỉ Ngư nhắc đến người đó thì ánh mắt thoáng vẻ kính sợ, như thể đang nhắc đến một vị thần. Đương nhiên Ngô Bình cũng từng nghe nói đến Tô Thần Hầu, nghe nói thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới thần thông, đến cả hoàng đế cũng phải nể ông ta 3 phần, đó là một nhân vật truyền kỳ. Lam Chỉ Ngư tiếp tục nói, 2 người hiểu được sơ sơ còn lại cũng gầy công lập nghiệp, 1 người ở phía nam được phong vương, người kia trở thành đại thống lĩnh của nội tứ vệ trong bát vệ của đại hạ, chịu trách nhiệm về an toàn của hoàng tộc. Ngô Bình, xem ra họ đều rất thành công. Lam Chỉ Ngư, thật ra yêu cầu khảo sát với các cậu không hề cao, chỉ cần các cậu có thể nói được một vài cảm nhận gần với thực tế thì xem như đã được thông qua rồi. Còn về việc lĩnh hội ý nghĩa thâm sâu của 3 món bảo vật thì là chuyện của thiên tài tuyệt thế rồi. Ngô Bình, nói vậy một khi có người lĩnh hội được thì sẽ lập tức trở thành trung tâm chú ý của đại hạ rồi. Chuyện đó là đương nhiên, chẳng hạn cậu lĩnh hội được chút xíu của một bảo vật nào đó thì sẽ lập tức được học viện quân sự đại hạ đặc biệt bồi dưỡng. Muốn gì có đó, thậm chí các thế gia, tông môn của tiên giới cũng sẽ đến chiêu mộ cậu.
Ngô Bình, vậy nếu như tôi lĩnh hội được 3 phần, được tiên quang gột rửa thì sao? Lam Chỉ Ngư ngây ra, nói chuyện đó chưa từng xảy ra, nên tôi cũng không biết sẽ thế nào. Ngô Bình nói chuyện một lúc, đợi mười mấy người đó bình thản lại thì mới bước đến trước chuông thái thượng, nơi ít người tập trung nhất và quan sát. Chuông thái thượng cao gần 3 mét, mặt ngoài chuông có khắc rất nhiều phù văn kỳ diệu, nó lơ lửng cách mặt đất nửa mét, phát ra ánh sáng vàng kim nhẹ. Lúc này có 3 người vây quanh chuông nghiên cứu, mặt mày ai cũng mơ hồ. Ngô Bình bước đến trước chuông thái thượng, đưa tay ấn lên chuông nhưng lại không phát hiện được điều gì. Cậu quan sát mấy phút rồi đấm lên chuông thái thượng một đấm, chuông rung nhẹ và phát ra âm thanh trầm thấp. Thế là cậu lại đấm tiếp đấm thứ hai, đấm này cậu dùng hết sức, chuông thái thượng rung mạnh, cậu sờ tay lên chuông, sự rung chuyển kỳ lạ đó khiến máu huyết cậu sôi sục, xương cốt tê dại, thần hồn lơ lửng. Cậu thầm giật mình, sự rung động của chuông thái thượng thật đáng sợ, thể chất võ cốt bẩm sinh của cậu mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Mấy người khác thấy dễ, mắt sáng lên, cũng học theo Ngô Bình đưa tay ra sờ lên chuông thái thượng, nhưng tay họ vừa chạm vào chuông thì ai cũng thốt lên đau đớn, cả cánh tay và xương bả vai đều bị gãy vì chấn động, thậm chí một số xương còn chọc ra khỏi da, lộ ra ngoài. Ba người ngã xuống đất, đau đớn và nhìn Ngô Bình với ánh mắt căm hận. Ngô Bình thật oan uổng, thầm nghĩ có liên quan gì đến tôi đâu, tôi bảo các người sợ à. Có điều lúc này cậu không kịp quan tâm đến ba người đó, cậu nhắm mắt, cảm nhận sức mạnh rung chuyển của chuông thái thượng. Lam Chỉ Ngư và La Cương vội đến kiểm tra ba học sinh bị thương, thấy họ bị thương nghiêm trọng thì chỉ đành cho người đưa ba người họ đến bệnh viện trước. La Cương muốn hỏi Ngô Bình vài chuyện, nhưng lại bị giám sát Lam ngăn lại, cô ta thấp giọng nói, đừng làm phiền cậu ấy. Có lẽ cậu ấy có phát hiện gì đó. Ngô Bình cảm nhận có huyền cơ ẩn giấu trong sức mạnh chấn động này. Sức mạnh chấn động này cứ 3 giây lại thay đổi một lần, 1 phút 20 lần, 12 phút thì 240 lần. 12 phút sau, lại bắt đầu một vòng chấn động mới. Chấn động liên tục 720 lần, sau 3 vòng chấn động, cậu đã lĩnh ngộ được cơ bản toàn bộ sức mạnh chấn động của chuông thái thượng. Sau đó, cơ thể cậu bắt đầu mô phỏng theo. Sức mạnh chấn động của chuông thái thượng, mới đầu cũng không khó. Đến lần chấn động thứ 120, độ khó mới bắt đầu tăng lên. Nhưng thể chất cậu bất phàm, vì thế những chuyện này cũng không làm khó được cậu, thoáng chốc đã lĩnh ngộ được 180 lần chấn động. Sau đó, 60 lần chấn động còn lại đều có liên quan đến thần hồn, thuộc loại chấn động cấp bậc thần hồn. Mới đầu cũng không khó, 40 lần đầu rất thuận lợi, 40 lần chấn động sau lại trở nên thâm sâu hơn. Nhưng cậu vẫn hoàn thành như cũ. Đến khi Ngô Bình hoàn thành toàn bộ 180 lần chấn động thì đã là 7 tiếng sau. Giám sát Lam vẫn luôn đợi cậu, lúc này không nhịn được bèn hỏi, Ngô Bình, cậu có thu hoạch được gì không? Ngô Bình khẽ cười, nói thử xem. Cậu lại đánh một quyền vào chuông thái thượng, tiếng chuông ngân dài, thân thể cậu và chuông thái thượng đều chấn động, bỗng nhiên tỏa ra vầng sáng màu vàng, hòa lẫn với chuông thái thượng. Lúc này, trên chuông thái thượng bỗng xuất hiện vô số bùa chú và hình vẽ màu vàng, những hình vẽ này chỉ có Ngô Bình có thể nhìn thấy được, những thứ đó lần lượt tiến vào thức hải của Ngô Bình, hóa thành một thiên kinh văn, tên là Thái Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh. Sau đó, trong thức hải của cậu, một vùng tiên quang giáng xuống, vừa huyền diệu vừa bí ẩn bắt đầu tẩy rửa thần hồn, hình thể cậu, luồng sáng vàng quanh người cậu lại càng đậm hơn. Đồng thời, người bên ngoài cũng không biết được cậu đang được tẩy rửa bởi tiên quang. Mà chỉ cảm thấy luồng sáng vàng quanh người cậu vô cùng thần kỳ. Tiên quang duy trì một khắc đồng hồ rồi biến mất, Ngô Bình mở bừng mắt. Cậu phát hiện, Lam Chỉ Ngư và 13 bạn học khác đều đang nhìn cậu chăm chăm. Trên người có luồng sáng vàng, rõ ràng đây là một hiện tượng lạ, có phải cậu đã lĩnh ngộ được Thái Thương Trung rồi không? Cậu thật sự lĩnh ngộ rồi sao? Lam Chỉ Ngư kích động hỏi. Ngô Bình cười nói, chị Chỉ Ngư, có lẽ tôi lĩnh ngộ được chút ít rồi. Cậu lĩnh ngộ được nào chỉ một chút, mà là toàn bộ Thái Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh. Mọi người đều mang theo ánh mắt hâm mộ, lĩnh ngộ được chút ít, có nghĩa người này tiền đồ vô lượng. La Cương cũng rất kích động nói, tôi đi thông báo với bên trên. Lam Chỉ Ngư ngăn ông ta lại nói, tướng quân La, đợi đã. Ngô Bình còn hai món bảo bối chưa được lĩnh ngộ. Ngô Bình lại đi đến bức tranh kia, bản đồ U Thiên. Bản đồ U Thiên được trải ra trên bàn, lúc này xung quanh có 5 người đang nghiên cứu nó. Khi Ngô Bình đi đến,
mấy người này đều lần lượt lui ra một khoảng cách, muốn nhìn xem cậu có thể lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của bức tranh này không. Ngô Bình liếc nhìn, bản đồ U Thiên có vô số đường kẻ hỗn loạn bên trên, và một vòng xoáy được tạo thành do các đường kẻ kia ngưng tụ lại. Nhìn một lúc, cậu cũng không phát hiện ra manh mối gì, trái lại cảm thấy bản đồ U Thiên này rất bài xích cậu. Trong lòng cậu chợt động, chẳng lẽ bởi vì bản thân cậu đã lĩnh ngộ chuông thái thượng nên bản đồ U Thiên mới bài xích bản thân. Vì thế, cậu lại đi đến bia nhân hoàng, thế nhưng cũng có cảm giác tương tự như vậy, lúc cậu nhìn sang bia nhân hoàng thì cảm thấy bia văn mơ. Hồ, nhìn thế nào cũng không rõ được, rất rõ ràng, bia nhân hoàng cũng đang cự tuyệt cậu. Tà môn, cậu thầm nói một tiếng trong đầu, quay người nói với Lam Chỉ Ngư, chỉ ngư, hai thứ còn lại không có duyên với tôi ra ngoài trước. Lam Chỉ Ngư có chút bất ngờ, nói, Ngô Bình, cậu không lĩnh ngộ thêm một lát nữa sao? Dù sao cũng chỉ mới gần nửa ngày thôi mà. Ngô Bình, thôi vậy, ở lại cũng lãng phí thời gian. Tôi về Đại học Thần Kinh đi dạo một vòng, làm quen với hoàn cảnh bên đó. Được thôi, Lam Chỉ Ngư thấy vậy cũng không giữ lại nữa, chỉ đành đồng ý. La Cương cử người đưa Ngô Bình đi ra, lúc đi ra, cậu vẫn ngồi trên xe buýt màu đen kia. Một tiếng sau, cậu quay về Đại học Thần Kinh, cậu không đi vào mà chỉ đi vòng vòng trước cổng đại học. Cậu ngồi trong một tiệm đồ uống lạnh, bỗng nghĩ đến Diệp Ngưng Băng. Diệp Ngưng Băng cũng thi vào Đại học Thần Kinh, còn khuyên cậu gia nhập vào Học viện Hoàng gia. Vì thế, cậu bèn gọi điện cho Diệp Ngưng Băng. Diệp Ngưng Băng, em ở Thần Kinh sao, cậu hỏi thẳng. Diệp Ngưng Băng, ừ, đang ở đây. Em đã đến báo danh trước rồi, vừa mới làm quen với bạn bè. Ngô Bình, anh đang ở trước cổng trường. Diệp Ngưng Băng vừa kinh ngạc vừa vui, vậy sao? Em đi tìm anh ngay. Ngô Bình báo địa chỉ cho đối phương, 10 phút sau, Diệp Ngưng Băng cùng với 4 bạn học đi đến. Trong 4 bạn học có 3 nữ 1 nam, nhìn ra được 3 bạn nữ đều có ý với bạn nam kia. Phát hiện Ngô Bình ngồi đợi bọn họ ở tiệm đồ uống lạnh, sắc mặt 3 cô gái rõ ràng đều có chút khinh thường. Diệp Ngưng Băng lại không để ý những thứ này, cô ấy cười nói, Ngô Bình, anh đến nhanh thật, đến báo danh trước giống em sao? Ngô Bình không nhắc đến chuyện học viện quân sự, nói, xem như vậy đi, thuận tiện đến xem Đại học Thần Kinh thế nào. Sau đó cậu nhìn mấy người còn lại, bạn cậu mới quen sao? Diệp Ngưng Băng cười nói, ừ, cũng giống tụi mình, mấy hôm nay cùng đến báo danh. Cô ấy cũng không giới thiệu nhiều về Ngô Bình với bọn họ, bởi vì cô ấy biết rõ, những người này không cùng thế giới với Ngô Bình, giới thiệu rồi Ngô Bình cũng sẽ không nhớ rõ họ. Bạn nam kia trông trắng trẻo gọn gàng, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng, cậu ta chủ động vươn tay ra, Hạ Dã Thiên. Ngô Bình cũng vươn tay, nói, Ngô Bình. Hạ Dã Thiên cười nói, Ngưng Băng, nếu đã là bạn tốt của cậu vậy chúng ta cùng đến Thạch Hải Tử chơi đi. Thạch Hải Tử là một vùng đặc biệt, chỉ có hoàng thân quốc thích, quan to quý tộc hoặc con cháu đệ tử bọn họ mới có tư cách tiến vào. Đương nhiên, người thường cũng có thể do người khác dẫn vào được. Nhìn ra được, Hạ Dã Thiên này có chút lai lịch, nếu không sẽ khôn nói dẫn mọi người đến Thạch Hải Tử chơi. Diệp Ngưng Băng hỏi ý kiến Ngô Bình trước, Ngô Bình nghĩ có 2 ngày rảnh rỗi, thì gật đầu, nói, được. Diệp Ngưng Băng cười nói, vậy được, chúng ta cũng đến đó chơi, nghe nói bên đó có rất nhiều chỗ chơi. Hạ Dã Thiên cười nói, cứ giao cho tôi biết rõ. Không lâu sau, có một chiếc xe thương vụ dừng trước cổng. Xe thương vụ có 8 chỗ, Ngô Bình chủ động ngồi chỗ sau cùng, nhưng Diệp Ngưng Băng cũng ngồi theo cùng cậu. Hạ Dã Thiên vốn muốn ngồi cùng Diệp Ngưng Băng, không ngờ cô ấy lại bỏ gần tìm xa, ngồi hàng cuối với Ngô Bình. Trong lòng cậu ta có chút khó chịu, cố ý hỏi, bạn học Ngô là người ở đâu? Ngô Bình, Trung Châu. Hạ Dã Thiên ồ một tiếng, Trung Châu là thị trấn quan trọng của Giang Nam, từ xưa đã có nhiều người tài. Diệp Ngưng Băng nói, đương nhiên. Không giống như các cậu, Ngô Bình chính là thủ khoa thi Đại học tỉnh Giang Nam đấy. Mấy người Hạ Dã Thiên thật ra đều không dựa vào bản lĩnh thật sự của mình để thi vào Đại học Thần Kinh, mà cha mẹ trưởng bối bọn họ đều có chút quyền lực, một cú điện thoại đã có thể sắp xếp bọn họ vào trường. Đây cũng chính là nguyên do tại sao con cái quan lại quyền quý tuy trí thông minh bình thường, nhưng có thể học ở Đại học danh tiếng. Nghe thấy Ngô Bình là thủ khoa Đại học, mấy người bọn họ không chỉ không phục, mà trái lại có chút xem thường. Bởi vì kiểu tầng lớp đặc quyền như bọn họ thì không cần đến thành tích gì,
bọn họ cũng có thể vào được Đại học Thần Kinh, dựa vào bối cảnh gia đình. Ngô Bình thì dựa vào thành tích, chứng tỏ bản thân cậu không có lai lịch gì cả. Trong ba bạn nữ, có một nữ sinh mặt tròn cười nói, thường nói bần hàn khó có quý tử, Ngô Bình có thể thi được Đại học Thần Kinh cũng xem như thay đổi vận mệnh rồi. Hạ Dã Thiên cười nói, Ngô Bình, đợi sau khi cậu tốt nghiệp, nếu cần gì thì tôi có thể giúp cậu sắp xếp công việc ở cơ quan nhà nước. Hai người này ngoài mặt thì khen Ngô Bình, nhưng thực sự không coi trọng gì cậu cả. Diệp Ngưng Băng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không vạch trần, nhưng trong lòng có phần không vui, thản nhiên nói, dừng xe ở phía trước đi, tôi và Ngô Bình còn có chút chuyện, các cậu cứ chơi trước đi. Hạ Dã Thiên vội nói, Ngưng Băng, nếu cậu không đi vậy thì không vui gì cả. Nói rồi lại liếc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình khẽ cười, cũng đã đi nửa đường rồi, vẫn nên đi dạo một chuyến đi. Diệp Ngưng Băng, được thôi. Thế nhưng, sau đó Diệp Ngưng Băng cũng không nói chuyện với mấy người họ nữa. Cô nói, bây giờ anh đã vào Đại học Thần Kinh, sau này em dẫn anh tham gia kiểm tra học viện Hoàng gia. Ngô Bình, em đậu rồi. Diệp Ngưng Băng gật đầu, em đã đậu kỳ khảo sát rồi. Nghe thấy hai người nói chuyện, Hạ Dã Thiên kinh ngạc hỏi, Ngô Bình muốn đến học viện Hoàng Dồ. Học viện Hoàng gia không phải nơi ai cũng có thể vào được, Hạ Dã Thiên cũng không có tư cách, người bên trong đều là con cháu Hoàng gia, vương tôn quý tộc hoặc là người có thiên phú tu hành, dù là kiểu người nào thì cậu ta cũng không thể so được. Ngô Bình cười nói, thử xem thôi. Hạ Dã Thiên cười ha ha, thử cũng không tệ, nhỡ đâu thành công thì sao? Sau đó cậu ta nói với Diệp Ngưng Băng, Ngưng Băng, tôi thật sự không ngờ cậu đã đậu kỳ kiểm tra của học viện Hoàng gia, thật sự chúc mừng cậu. Diệp Ngưng Băng, cậu cũng không tệ, sinh viên dự thính của Học viện Quân sự Đại Hạ, nói không chừng có thể lên chính thức. Hạ Dã Thiên có chút đắc ý, sinh viên dự thính của Học viện Quân sự Đại Hạ không phải ai cũng có cơ hội, cậu ta nói, tôi cũng là đi xem cho vui thôi, lên chính thức cũng rất khó. Nữ sinh mặt tròn nói, Dã Thiên, cậu xuất sắc như vậy, nhất định không vấn đề gì đâu. Lúc này Lam Chỉ Ngư gọi điện đến, Ngô Bình nghiêng người nhận điện thoại. Chị Chỉ Ngư, ô, vâng, nói mấy câu rồi cúp điện thoại. Lam Chỉ Ngư nói sinh viên tiêu hao thể lực rất nhiều, bây giờ đã nghỉ ngơi rồi, buổi tối cô ta không có việc gì nên hỏi Ngô Bình có tiện không, nếu tiện thì hẹn cậu ăn cơm. Ngô Bình đương nhiên thoải mái đồng ý. Diệp Ngưng Băng thính tai, nghe thấy giọng của con gái, lại còn hẹn Ngô Bình ăn cơm, cô ấy cười hỏi, ai vậy, bạn gái sao? Ngô Bình, một người bạn mới quen. Diệp Ngưng Băng cười nói, vừa đến Thần Kinh đã quen được mỹ nữ rồi, không tệ đấy. Ngô Bình trừng mắt, là anh nhờ vào người ta, trợ giảng học viện quân sự. Diệp Ngưng Băng cười nói, anh là một trong 17 người trong danh sách sao? Ngô Bình gật đầu, hôm nay đến quốc khố, bọn họ vẫn đang ở bên trong. Diệp Ngưng Băng, với thực lực của anh, nhất định có thể đậu kỳ kiểm tra. Hạ Dã Thiên có chút bất ngờ. Thì ra Ngô Bình cũng muốn gia nhập Học viện Quân sự Đại Hạ, nhưng trong 17 người, e rằng chỉ có 1-2 người thành công. Diệp Ngưng Băng hỏi, trong quốc khố có mấy món bảo bối, anh ra sớm như vậy, nhất định có thu hoạch gì rồi chứ? Ngô Bình cười nói, lĩnh ngộ được một vài thứ của Chuông Thái Thượng. Hai mắt Diệp Ngưng Băng sáng lên, không ngờ anh lại lĩnh ngộ được Chuông Thái Thượng, lợi hại. Chuông Thái Thượng là vậy do Thái Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo Tôn truyền lại. Nếu cậu lĩnh ngộ được một chút của món bảo bối này, đồng nghĩa đã ghi danh đệ tử của người ta rồi. Ngô Bình, vậy sao? Vậy nếu lĩnh ngộ được toàn bộ thì sao? Diệp Ngưng Băng cười nói, nếu lĩnh ngộ được toàn bộ, đương nhiên là đệ tử chân truyền của Đại Đạo Tôn, sau này có thể có được pháp chỉ triệu hồi của Đại Đạo Tôn, được đích thân Đại Đạo Tôn chỉ điểm. Ngô Bình gật đầu, vậy cũng không tệ. Ba cô gái kia vẫn không hiểu hàm ý mấy câu này. Nhưng trong lòng Hạ Dã Thiên thì chấn động dữ dội, cậu ta run rẩy hỏi, Ngô Bình, cậu thật sự lĩnh ngộ được một vài thứ của Chuông Thái Thượng sao? Ngô Bình cười nói, xem như vậy đi, bạn học Hạ cũng từng thử rồi sao? Hạ Dã Thiên rất ngượng ngùng, nói tôi chỉ là sinh viên dự thính, không có tư cách tiếp xúc với Chuông Thái Thượng. Một nữ sinh hỏi, Chuông Thái Thượng là gì, có thể vang sao? Mấy người họ đều không quan tâm đến cô ta, Diệp Ngưng Băng nói. Lĩnh ngộ được Chuông Thái Thượng rồi, vậy gia nhập vào Học viện Hoàng gia càng dễ hơn, em có thể giúp anh xin trực tiếp. Hơn nữa anh còn là đệ tử dưới danh nghĩa của Thái Thượng Đại Đạo Tôn, ở Học viện Hoàng gia có địa vị rất cao, không ai dám không nể mặt anh cả.
Ngô Bình nghĩ đến một chuyện, nói, lúc anh lĩnh ngộ bản đồ U Thiên và bia nhân hoàng, cảm nhận được bị bài xích, không biết là vì nguyên do gì. Hai mắt Diệp Ngưng Băng sáng rực, nói chuyện này rất bình thường, ba loại truyền thừa, anh chỉ có thể có được một loại. Hơn nữa có thể bị hai món bảo bối khác bài xích, chứng tỏ những gì anh học được không chỉ là những thứ nhỏ nhoi. Ngô Bình, ngay cả Thái Thượng Đại Đạo Tôn cũng muốn để lại truyền thừa ở giới thế tục, xem ra giới thế tục đối với bọn họ rất quan trọng. Diệp Ngưng Băng, đương nhiên rồi. Trong vũ trụ có nhiều đại năng như vậy, đa phần đều đến từ thế tục. Thế tục là quê hương của nhiều cao thủ như vậy, người càng mạnh lại càng không dám giở trò ở giới thế tục. Ngô Bình chợt giật mình trong lòng, vậy nếu có người làm chuyện xấu ở giới thế tục thì sao? Đương nhiên sẽ có người xử lý bọn họ. Diệp Ngưng Băng nói, cho dù Hoàng đế Đại Hạ không quản, cũng sẽ có tu sĩ chính nghĩa ra tay. Ngô Bình thầm nghĩ, xem ra cho dù bản thân cậu không ra tay, thì cũng sẽ có tu sĩ khác ra mặt giải quyết Thiên Giáo Nhật Nguyệt. Lúc này Hạ Dã Thiên đã khách sáo với Ngô Bình hơn nhiều, thái độ khiêm tốn hơn hẳn, bởi vì cậu ta hiểu rõ Ngô Bình đã có được cả hai thân phận của Học viện Quân sự Đại Hạ và Học viện Hoàng Dồ. Cuối cùng xe cũng đến Thạch Hải Tử, khi vào cổng phải đi qua một trạm gác, cần xuất trình giấy tờ thân phận, Hạ Dã Thiên trực tiếp trình thẻ chứng minh. Người phụ trách mặc đồng phục xanh lục, anh ta nhìn chứng minh, nói, xin lỗi, hôm nay có nhân vật quan trọng đang ở Thạch Hải Tử, hôm nay cấp bậc của anh không thể đi vào. Hạ Dã Thiên sững người, lúc này cảm thấy rất mất mặt, nhưng cậu ta cũng đành chịu. Diệp Ngưng Băng lấy huy hiệu của Học viện Hoàng gia, cười hỏi cái này có thể không? Người kia liếc nhìn, bỗng kính cẩn với Diệp Ngưng Băng, nói có thể, xin mời vào. Ngô Bình cười nói, xem ra thân phận sinh viên Học viện Hoàng gia rất hữu dụng. Diệp Ngưng Băng, thật ra huy hiệu của Liên Sơn Tông dùng còn hiệu quả hơn, huống hồ cậu còn là đệ tử tỉnh Anh. Hạ Dã Thiên càng kinh ngạc, Ngô Bình là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Diệp Ngưng Băng, đúng vậy, cho nên tôi cũng không bất ngờ chuyện cậu ấy lĩnh ngộ được chuông thái thượng. Hạ Dã Thiên giơ ngón cái, cậu Ngô đúng là lợi hại, vừa nấy thất lễ rồi. Bây giờ cậu ta không dám gọi thẳng tên của Ngô Bình nữa, mà gọi là cậu Ngô. Chiếc xe đi vào, Ngô Bình phát hiện cảnh vật bên trong cũng không tệ, khắp nơi đều có cây cỏ, tựa như bước vào một hoa viên. Tài xế đang chuẩn bị tìm một nơi đậu xe thì phía trước bỗng có mấy người trẻ tuổi mặc quân phục đi đến, trông khoảng chừng 20 tuổi, bọn họ nói cười vui vẻ, một người trong đó nhìn thấy xe của Hạ Dã Thiên bỗng tỏ ý bảo xe dừng lại. Tài xế đang trưng cầu ý kiến Hạ Dã Thiên thì cậu ta nói, dừng xe lại trước. Mấy người kia đi đến, người bảo tài xế dừng lại nói, xe của các cậu bị trưng dụng tạm thời, ngày mai đến cổng Học viện Quân sự Đại Hạ lấy xe. Ngô Bình có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người bọn họ, trông có vẻ đã uống rượu, hơn nữa, trên người bọn họ còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Hạ Dã Thiên vừa nghe là Học viện Quân sự thì vội nói, xe chúng tôi vẫn còn dùng, làm phiền các anh đổi xe khác. Cậu ta vừa nhìn đã biết mấy người này đều là học viên chính thức của Học viện Quân sự, cho nên không dám kiếm chuyện. Vẻ mặt người kia u ám, nói cậu nghe không hiểu sao. Tôi nói trưng dụng xe của cậu. Tất cả mọi người xuống xe. Diệp Ngưng Băng khẽ nhíu mày, nói, chỉ là mấy học viên, các anh có tư cách gì trưng dụng xe. Người kia tức giận, vươn tay kéo cửa xe, bởi vì Diệp Ngưng Băng ngồi bên trong nên anh ta bèn kéo Ngô Bình trước. Nhưng tay anh ta vừa chạm vào Ngô Bình thì cánh tay đã tê dần, sau đó cả người như bị điện giật bay ra cả nửa mét. Chuyện gì vậy, mấy người còn lại đều vây quanh, dùng ánh mắt không tốt nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình thản nhiên nói, xe không cho các anh mượn được, các anh đi đi. Một người trong đó có tu vi, nhấc chân đạp vào Ngô Bình trong xe, cú đá này dùng hết sức lực, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị đá chết. Ngô Bình nhíu mày, đánh một quyền xuyên không. Trên ngực người vừa ra tay kia xuất hiện một trưởng ấn rõ ràng, quần áo sau lưng cũng bị rách một mảng. Anh ta thét lớn một tiếng, ho ra máu ngã xuống đất. Mọi người đều kinh ngạc. Một người kêu lên, cậu dám ra tay với chúng tôi. Diệp Ngưng Băng xuống xe phía bên kia, cô ấy lạnh lùng nói, có biết các anh đang ra tay với ai không? Một học viên nam mặt chữ điền trầm giọng nói, dù là ai đánh người của Học viện Quân sự Đại Hạ thì đều phải trả giá. Diệp Ngưng Băng cười lạnh, hôm nay có 17 người đến quốc khố, chuyện này các anh biết chứ? Học viên chữ điền ngâu người, nói, một kỳ kiểm tra của Đại học Thần Kinh, đương nhiên tôi biết.
Diệp Ngưng Băng, cậu ấy tên Ngô Bình, là một người trong số đó. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, người này cười lạnh nói, 17 người kia, không phải nên ở trong quốc khố lĩnh ngộ bảo vật sao, cậu ta bỏ cuộc rồi sao? Không phải bỏ cuộc, mà là lĩnh ngộ được chuông thái thượng rồi. Diệp Ngưng Băng liếc nhìn mấy người họ, phát hiện sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Cô ấy nói tiếp, bây giờ Ngô Bình là đệ tử ký danh của Thái Thượng Đại Đạo Tôn, các anh to gan, dám ra tay với cậu ấy. Mấy người này bị dọa sợ run rẩy, trông có vẻ không biết phải làm sao. Người đang ngồi dưới đất kia nghiến răng nói, đừng có hù dọa chúng tôi. Nhiều năm rồi chẳng có ai có thể lĩnh ngộ được cái gì cả. Diệp Ngưng Băng, cậu ấy là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, sao có thể giống với đám phế vật các anh chứ? Biết được thân phận thật sự của Ngô Bình, mấy người này nặng nề trong lòng, có mấy người nhanh trí lập tức tươi cười, khom người nói với Ngô Bình, cậu Ngô, là chúng tôi có mắt không tròng, cậu đừng tức giận. Ngô Bình lại không chú ý đến chuyện này, mà lại nhìn chằm chằm quần áo của mấy người họ, trên quần áo của bọn họ đều có vết máu loang lổ. Các anh mới đánh người, cậu hỏi. Mấy người này lập tức hoảng sợ, một người nói, chúng tôi vừa mới đánh nhau. Ngô Bình chú ý thấy thái độ mấy người này không tự nhiên, lại hỏi tiếp, đánh ai? Mấy người họ lại càng hoảng sợ, người kia nói, cậu Ngô, chuyện hôm nay là chúng tôi không đúng. Đến học viện quân sự rồi, chúng tôi nhất định sẽ đích thân đến cửa xin lỗi. Ngô Bình cười lạnh, tôi đang hỏi các anh, rốt cuộc là đánh ai? Ngay lúc này, phía sau có một nhóm người lao đến, người đứng đầu là một người trung niên. Nhìn thấy người đến, sắc mặt mấy người kia thay đổi, quay người muốn chạy thì lại bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế, không ai động đậy được. Cậu Ngô, thả chúng tôi đi đi, cầu xin cậu, bọn họ hoảng sợ la lớn. Ngô Bình không quan tâm, đợi mấy người kia đuổi đến, người trung niên nhìn hiện trường, hỏi. Các cậu là đồng bọn? Ngô Bình, không phải đồng bọn, chúng tôi vừa mới có xung đột, các người là ai? Người trung niên chỉ vào mấy người của học viện quân sự. Hung hăng nói, mấy tên không có mắt này, đánh cậu chủ nhà Lâm tướng bị thương rồi. Hoàng triều đại hạ có 5 thừa tướng, Lâm tướng tên Lâm Đoan, đứng thứ 3 trong 5 tể tướng, quyền lực rất lớn. Ngô Bình, tôi nói mà, sao vẻ mặt mấy người này lại hoảng sợ như vậy, thì ra là đánh cậu nhà Lâm tướng. Người trung niên hỏi, phải xưng hô cậu thế nào? Ngô Bình nói, đệ tử Liên Sơn Tông, Ngô Bình. Người trung niên, quản gia Lâm Phủ, Hồ Vĩ, cảm ơn cậu Ngô giúp tôi giữ lại mấy người này. Ngô Bình, không có gì. Hồ Vĩ vung tay, cao thủ sau lưng đã khống chế mấy người học viện quân sự. Lúc này có người vội chạy đến, khóc lóc nói, quản gia Hồ, không hay rồi, cậu chủ không ổn rồi. Người này khóc cũng không phải vì lo lắng cậu nhà Lâm tướng, mà là sợ sau khi người chết thì mạng nhỏ của bọn họ cũng không giữ được. Quản gia Hồ kinh ngạc, nói, mau mời danh y đến cứu. Lúc này Ngô Bình nói, quản gia Hồ, tôi biết y thuật, có lẽ có thể giúp được. Ngô Bình là đệ tử Liên Sơn Tông, quản gia Hồ nghe vậy gật đầu, nói, vậy làm phiền cậu Ngô, mời. Cứ như vậy, nhóm người đi theo đến trung tâm khu giải trí lớn. Tại lầu 31 khu vũ tường, có một thiếu niên tầm 17-18 đang nằm dưới đất, dưới đầu còn kê quần áo, đã không còn thở. Phía sau đầu cậu ta có dấu vết bị người ta đánh, để lại không ít máu, khiến quần áo ướt đẫm. Có không ít người đứng xung quanh thiếu niên, ai ai mặt mũi cũng tái nhợt, không biết phải làm sao. Quản gia Hồ vội đi đến, vì quá hoảng loạn bị vấp vào ghế, nhưng ông ta lại bò dậy lao đến bên cạnh thiếu niên. Thử xem còn thở không, ông ta quay đầu đỏ mắt hỏi Ngô Bình, cậu Ngô, cậu chủ nhà tôi còn cứu được không? Ngô Bình tiến lên quan sát. Nói, đây là do sau gáy bị thương nặng khiến hô hấp gặp vấn đề. Nói rồi, cậu đưa tay nhấn vài cái lên đầu cậu thiếu niên, sau đó lại lấy kim châm ra châm cứu cho cậu ta. Châm chưa đến một khắc thì thiếu niên đã khôi phục hô hấp, mắt cũng chậm chậm mở ra. Mấy người quản gia Hồ thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, cậu chủ, cậu thấy thế nào rồi? Thiếu niên ho khan nói, cả người không có sức. Hồ Vĩ, người đánh tôi đâu? Hồ Vĩ vội nói, cậu chủ yên tâm, người đã bắt được rồi. Đúng rồi, đây là cậu Ngô, là người đã cứu cậu. Thiếu niên ngồi dậy, cậu ta gật đầu với Ngô Bình, cảm ơn. Ngô Bình, khách sáo rồi. Hồ Vĩ đỡ thiếu niên dậy, cậu thiếu niên đi đường vẫn còn loạng choạng, cậu ta ngồi lên ghế,
qua một lúc mới nói, đưa mấy người đánh tôi đến đây. Không lâu sau, mấy người của học viện quân sự kia đều được đưa đến trước mặt thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên không sao, mấy người họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ở thần kinh, người dám đánh tôi cũng chỉ có mấy người các anh. Nói đi, muốn chết thế nào? Một người trong đó lớn tiếng nói, cậu Lâm, chúng tôi đều là học viên của học viện quân sự đại hạ, chuyện hôm nay là chúng tôi không đúng, mong cậu Lâm nể mặt học viện, thả cho chúng tôi một mạng. Cậu Lâm cười lạnh, tha cho các anh nghĩ có thể sao? Quản gia Hồ cũng tức giận một bụng, lạnh lùng nói, toàn bộ đều đưa đến Lâm phủ, đánh cho chết. Cậu Lâm là con trai của Lâm tướng, mấy người này suýt nữa đã đánh chết cậu ta, chuyện này đã là tội nặng rồi. Theo luật pháp đại hạ, có thể bị đánh bằng gậy tại chỗ rồi. Mấy người họ lập tức kêu thảm, một người trong đó bỗng ôm chân Ngô Bình, nói cậu Ngô, nể tình mọi người đều là bạn học, cứu chúng tôi một lần đi. Vẻ mặt Ngô Bình vô cảm, nói các anh làm việc không màng hậu quả, nên chịu phạt một trận như vậy đi. Cậu Lâm nhìn Ngô Bình, cười nói, thì ra cậu Ngô cũng tới từ học viện quân sự. Ngô Bình cũng không hẳn, vẫn đang làm kiểm tra. Cậu Lâm gật đầu, nể mặt cậu Ngô, tôi có thể không giết bọn họ. Mấy người kia vui mừng, vội vàng chắp tay dập đầu. Ngô Bình thấy cậu Lâm này cũng biết đối nhân xử thế, bèn nói cảm ơn cậu Lâm đã nể mặt tôi. Nhưng mấy người này, e rằng cũng phải được thẩm tra. Cậu Lâm giật mình trong lòng, sao cậu Ngô lại nói như vậy? Ngô Bình nhìn một người trong đó, lạnh lùng nói, tôi có lòng muốn cứu các anh, nhưng các anh phải nói thật. Cậu biết rất rõ, ai ai cũng là nhân tài trong học viện quân sự, mà cậu Lâm lại có khí thế như vậy, dù bọn họ không thể đoán ra được lai lịch của cậu ta cũng không nên đánh cậu Lâm bị thương, chắc chắn có nguyên do gì đó. Sắc mặt bọn họ thay đổi, nhưng vẫn cứng miệng, nói cậu Ngô, chúng tôi không nói dối, chỉ vì nói chuyện không hiểu nhau nên mới có xung đột. Ngô Bình lắc đầu, nói cậu Lâm, cho người của cậu thẩm tra đi. Cậu Lâm gật đầu, bảo Hồ Vĩ dẫn người xuống. Tìm một nơi hỏi cho rõ ràng. Sau khi bọn họ rời đi, cậu Lâm tự mình giới thiệu, cậu ta tên Lâm Kiếm Phong, con trai duy nhất của Lâm Tướng, năm nay 18, cũng mới thi đậu Đại học Thần Kinh. Cậu Ngô, vết thương trên người tôi không sao chứ, tôi cứ cảm thấy hơi choáng. Cậu ta hỏi, Ngô Bình, vấn đề không lớn, lát nữa tôi sẽ giúp cậu Lâm chữa trị. Lâm Kiếm Phong vui mừng. Nói, nếu không phải gặp được cậu Ngô thì hôm nay nói không chừng tôi đã mất mạng ở đây rồi. Ngô Bình, bên quản gia Hồ có lẽ sẽ có kết quả ngay thôi. Quả nhiên, chưa đến 5 phút, quản gia Hồ mặt mũi nặng nề đi đến, thấp giọng nói bên tai Lâm Kiếm Phong, cậu. Chủ, chuyện này quả nhiên có người sắp xếp, tình hình cụ thể, phải điều tra kỹ mới biết rõ được. Lâm Kiếm Phong nheo mắt, nói cậu Ngô dữ liệu như thần. Phía sau chuyện này quả nhiên có người sai khiến. Ngô Bình cũng không muốn can thiệp quá sâu, bèn nói, nếu muốn tra thì sẽ tra ra được thôi. Lâm Kiếm Phong, nhóm cậu Ngô cũng đến đây chơi sao? Ngô Bình cười nói, chưa từng đến Thạch Hải Tử, nên đến xem thử. Lâm Kiếm Phong nói, vậy thì thuê một phòng bao, mọi người cùng chơi. Sau đó ánh mắt cậu ta nhìn sang mấy người Diệp Ngưng Băng. Ngô Bình chỉ giới thiếu Diệp Nghiên Băng. Nói là bạn của mình, mấy người còn lại thì lướt qua một câu. Hạ Dã Thiên còn muốn nói mấy câu với Lâm Kiếm Phong nhưng không tìm được cơ hội. Bọn họ đổi phòng bao, Ngô Bình lại đả thông kinh mạch cho Lâm Kiếm Phong. Cậu hiểu rất rõ thân thể người, Lâm Kiếm Phong cảm thấy khỏe hơn nhiều, đầu óc cũng không còn choáng nữa. Kết thúc chữa trị, Lâm Kiếm Phong cười nói, cậu Ngô là đệ tử Liên Sơn Tông, có thể kể cho tôi tình cảnh ở tiên giới được không? Ngô Bình cười nói, thật hổ thẹn, thật ra tôi cũng chưa từng đến tiên giới. Nhưng tôi có quen biết một vài người bạn ở tiên giới, cũng nghe bọn họ nói đôi chút. Sau đó cậu nói đơn giản một vài tình hình mà cậu biết. Lâm Kiếm Phong nghe xong thì rất kích động, nói, đáng tiếc, tư chất tôi bình thường, không thể tu luyện, nếu không cũng muốn trở thành một tu sĩ. Ngô Bình sớm đã phát hiện ra, Lâm Kiếm Phong này không có tu vi. Nhưng từ nhỏ đã dùng không ít linh đan dược rượu, vì vậy thể chất rất tốt. Nếu không vết thương sau gáy nặng như vậy thì cậu ta đã chết sớm rồi, muốn cứu cũng không cứu được. Ngô Bình, thật ra tư chất cũng có thể thay đổi được. Ánh mắt Lâm Kiếm Phong sáng rực, có thể thay đổi sao? Ngô Bình, ví dụ như có một loại đan dược, tên Thiên Kiêu Đan.
dùng đan dược này thì có thể sở hữu được thiên phú rất cao. Lâm Kiêm Phong nghe xong thì ánh mắt như tối ơn, cậu ta cười khổ, đan dược như vậy, ngay cả ở tiên giới cũng là ngàn vàng khó kiếm, sao tôi có thể có được chứ? Ngô Bình cười nói không chừng gặp may, sau này có thể gặp được. Dư Quảng Hạ kia đang thu thập dược liệu cho Thiên Kiêu Đan, nếu có thể tìm đủ dược liệu thì cậu có thể luyện chế. Dược Thiên Kiêu Đan. Hạ Giã Thiên là người thông minh, ly rượu trước mặt Ngô Bình đã hết, cậu ta lập tức tiến lên rót rượu, tựa như người hầu của Ngô Bình. Lâm Kiếm Phong, nếu anh Ngô không có chuyện gì thì cứ ở thủ đô chơi mấy ngày, tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Ngô Bình nói, hôm nay tôi đến Đại học Thần Kinh báo danh, còn đang tham gia kiểm tra học viện quân sự, có lẽ sẽ ở lại một thời gian. Lâm Kiếm Phong sáng mắt, thì ra cậu Ngô cũng là sinh viên của Đại học Thần Kinh. Ngô Bình, cho nên chúng ta cũng là bạn học cùng khóa. Lâm Kiếm Phong vui mừng không thôi, tốt quá rồi, sau này tôi ở trường lại có thêm một người bạn rồi. Hạ Giã Thiên nhân cơ hội nói, cậu U Lâm, tôi cũng cùng khóa này, tên Hạ Giã Thiên. Lâm Kiếm Phong chỉ lạnh nhạt gật đầu, cũng không có hứng thú kết giao với kiểu người tầm thường như cậu ta, bèn hỏi Ngô Bình, vừa nãy cậu Ngô nói là tham gia cuộc kiểm tra của Học viện Quân sự sao? Kiểm tra này rất khó, có cần tôi đây giúp gì không? Diệp Ngưng Băng cười nói, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được chuông thái thượng rồi, gia nhập vào Học viện Quân sự là chuyện chắc như đinh đóng cột vậy. Lâm Kiếm Phong rất kinh ngạc, cậu ta giơ ngón cá Ngô đúng là lợi hại. Tôi nghe nói, người lĩnh ngộ được mấy món bảo bối kia, cuối cùng đều có thành tựu rất lớn, giống như Tô Thần Hầu vậy. Ngô Bình, tôi chỉ là gặp may mà thôi. Trong phòng bao cũng chỉ là hát hò nhảy múa, đương nhiên còn có mấy cô gái xinh đẹp vây quanh. Uống rượu một hồi, Lâm Kiếm Phong cảm thấy cũng không còn chuyện gì nữa, cậu ta lập tức lên tinh thần, nói cậu Ngô, hôm nay tôi đến đây thực ra là muốn đến sòng bạc. Kim Sơn, hay là chúng ta cùng đi đi? Ngô Bình nói, cậu Lâm thích cá độ bài bạc. Lâm Kiếm Phong căm hận nói, lúc trước tôi chỉ là thi thoảng mới chơi, nhưng mấy hôm trước, tôi với mấy người bạn đến sòng bạc Kim Sơn, kết quả thua hơn 10 tỷ, còn nợ hơn 30 tỷ. Chuyện này tôi vẫn chưa dám nói với bố tôi, hôm nay muốn đến gỡ gạc. Ngô Bình cũng cạn lời, N, U Lâm, cược 19 thua, tôi thấy hay cứ bỏ đi. Mấy chục tỷ đối với Lâm Phủ mà nói, cũng không là gì cả. Lâm Kiếm Phong, nhưng tôi không nuốt trôi cục tức này, hôm qua thắng tiền tôi, là con trai của tuyển tướng, Kỳ Lân. Tên này vẫn luôn đối đầu với tôi có thể thua tiền nhưng không thể thua mặt mũi, nói gì cũng phải thẳng lại tiền. Ngô Bình, cậu Lâm chơi trò gì với đối phương? Chơi bài cẩu sao? Lâm Kiếm Phong buồn bực, bình thường tôi đánh bài khá tốt, thua ít thắng nhiều, nhưng hôm đó lại thua liên tục. Sao bài cẩu, bài cửu, bài gâu? Là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc. Có thể nhìn ra, đầu óc Lâm Kiếm Phong khá nhanh nhạy, hơn nữa lúc nói chuyện cậu ta cũng đã nói, cậu ta dựa vào bản lĩnh của mình thi đậu vào Đại học Thần Kinh, đây cũng là chuyện mà Lâm Tướng đắc ý nhất. Ngô Bình, vậy có khả năng là bị người ta sắp xếp trước rồi. Lâm Kiếm Phong, không phải chứ. Quản gia Hồ là cao thủ thiên môn, ông ấy cũng không nhìn ra có vấn đề gì. Ngô Bình có chút bất ngờ, ồ, quản gia Hồ là cao thủ thiên môn. Lâm Kiếm Phong gật đầu, ừ, năm đó ông ấy có danh hiệu là Phật nghìn tay, thiên thuật vô cùng lợi hại. Trước khi vào tướng phủ, một đêm ông ấy có thể kiếm được 3 tỷ rưỡi, sau đó đã gác kiếm rồi. Ngô Bình cười nói, người mà thua 3 tỷ rưỡi đó chắc chắn cũng không đơn giản, nếu không ông ấy cũng sẽ không vào tướng phủ. Hồ Vĩ đang ở bên cạnh, ông ta cười nói, cậu Ngô đúng là sáng suốt. Người thua tiền đã nói muốn mạng của tôi. Tôi cùng đường, cần răng tiến vào tướng phủ. Lúc đó các bà chủ ở tướng phủ đều thích chơi bài, đúng lúc tôi có thể chỉ điểm vài kỹ thuật cho bọn họ. Nhưng dần dần, tôi cũng thích thân phận người làm này, nên vẫn ở lại đến giờ. Ngô Bình, quản gia Hồ, hôm đó ở hiện trường, ông không phát hiện ra đối thủ có chơi bẩn gì sao? Hồ Vĩ lắc đầu, với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, đối phương không hề ra tay. Có lẽ Kỳ Lân kia gặp may, tiện tay cũng có thể vớ được bài đẹp. Ngô Bình, gặp may sao? Lát nữa tôi đấu với anh ta thử, xem rốt cuộc là vận may của ai tốt. Lâm Kiếm Phong sáng me, được. Hôm nay tôi sẽ cùng cậu Ngô đại sát tứ phương. Hồ Vĩ nói, cậu chủ, hôm nay tôi đã chuẩn bị chỉ phiếu 30 tỷ, tiền này là đi mượn, ngày mai phải trả lại.
Lâm Kiếm Phong nhíu mày, sợ gì chứ, chẳng lẽ tôi sẽ thua sao? Có cậu Ngô ở đây, vận khí của ai có thể so được với chúng ta chứ? Diệp Ngưng Băng cười nói, cậu Lâm thật là, Ngô Bình là đệ tử tinh anh của Đại Tông, nếu so về vận khí thì chỉ tên Kỳ Lân kia cũng chẳng đáng nhắc đến. Không lâu sau, mọi người đã đến Sòng Bạc Kim Sơn. Sòng Bạc Kim Sơn này là sòng bạc lớn nhất ở Thạch Hải Tử, người ra vô hàng ngày đều là quan lại quyền quý, hoặc là người giàu có. Có người tùy ý cực đã thua mấy chục triệu, trăm triệu, một đêm thua hơn chục tỷ cũng không lạ gì. Sòng Bạc Kim Sơn có hạn mức, tài chính ít hơn 10 triệu thì không thể tiến vào, vì vậy trước khi vào phải mua 10 triệu chip trước. Đương nhiên, Lâm Kiếm Phong là con trai Lâm Tướng, nên cũng không cần phải tuân theo nguyên tắc này, cứ ngang nhiên đi vào là được, quản lý sòng bạc còn đích thân ra cửa chào đón. Nói ra thì, nhà họ Lâm cũng có vài cổ phần ở Sòng Bạc Kim Sơn, tuy không nhiều nhưng mỗi năm đều được chia không ít hoa hồng. Vì vậy, Lâm Kiếm Phong cũng xem như là thiếu gia của sòng bạc, không ai dám bất kính với cậu ta. Sòng bạc vô cùng xa hoa, ngay cả người như Hạ Dã Thiên cũng rất ít khi đến, không phải cậu ta không thể đến mà là không dám đến. Cậu ta sợ bản thân sơ suất thì sẽ thua hết cả nhà mình. Sòng bạc có 3 tầng, nơi cao nhất nằm trên tầng 3, ở đây là đông người nhất, nhưng chơi cũng lớn nhất. Lâm Kiếm Phong vừa đến đã có một người trẻ tuổi đi trên thảm vàng tiến đến, sau lưng còn có 6 người đi theo. Người này trông dáng vẻ anh tuấn, mũi cao trán vuông, mày kiếm mắt sáng, chỉ là vẻ tươi cười trên mặt lại có chút xấu xa. Cậu Lâm, cậu lại có tiền rồi à? Hôm nay chuẩn bị thua bao nhiêu đây? Lâm Kiếm Phong cười lạnh, Kỳ Lân, anh đừng có kiêu căng như vậy, hôm nay ai thua ai thắng còn chưa nói được. Người này chính là Kỳ Lân, con trai Kỳ Tướng, trong thế hệ thứ hai ở Thần Kinh, danh tiếng Kỳ Lân rất lớn, bởi vì anh ta không giống với Lâm Kiếm Phong, anh ta là người tu hành, đã đến luyện khí tầng 9. Kỳ Lân gật đầu, xem ra cậu còn muốn chơi tiếp. Được, tôi theo tới cùng, hôm nay cậu muốn chơi gì? Lâm Kiếm Phong nhìn Ngô Bình, cười hỏi, cậu Ngô, chúng ta chơi gì đây? Ngô Bình cười nói, muốn chơi thì phải chơi gì thú vị? Bây giờ đặt cược một ván so tài đi. Kỳ Lân nhìn Ngô Bình, nói, ố, mời được ai giúp đây? Lâm Kiếm Phong, đây là cậu Ngô, người bạn tôi mới quen. Kỳ Lân, nếu anh không dám chơi vậy thì mau về nhà đi. Kỳ Lân cười lớn ha ha, nói, không có trò gì Kỳ Lân tôi không dám chơi cả, tới đi. Ngô Bình bảo nhân viên mở màn hình lớn, tùy ý tìm một trận đấu quyền anh phát trực tiếp. Hai tuyển thủ quyền anh đang thi đấu cũng không có danh tiếng gì, đây là trận đấu loại. Tuyển thủ hai bên, một người đến từ Đông Doanh, một người đến từ Đại Hạ Quốc. Kỳ Lân khẽ nhíu mày, các anh muốn cược trận đấu này. Ngô Bình, không sai. Chúng ta cược hiệp này, tuyển thủ Đông Doanh Quốc sẽ bị đánh bại hai lần. Kiểu chơi như thế này, Kỳ Lân cũng khá bất ngờ. Anh ta nhìn Ngô Bình chăm chú, nói cũng có nghĩa, nếu đối phương không bị đánh bại hai lần, hoặc bị đánh bại ba lần thì các anh đều thua. Ngô Bình, không sai, chỉ cần không phải đánh bại hai lần, thì là anh thẳng cả. Lâm Kiếm Phong sáng mắt, anh ta cười hỏi, vậy thì cược bao nhiêu đây? Ngô Bình, lần đầu tiên mà, cược đơn giản 10 tỷ được rồi. Một người trung niên đứng sau lưng Kỳ Lân, ông ta tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, cậu chủ. Đổi trận đấu, chúng ta chọn. Kỳ Lân cười nói, tôi muốn đổi chơi bóng. Ngô Bình, có thể, anh cứ tùy ý chọn. Kỳ Lân lấy điều khiển, tìm một trận đấu bóng đá. Lúc này còn 8 phút nữa là kết thúc nửa trận đầu, tỷ số vẫn là 0-0. Xem một lúc, Kỳ Lân nói, anh có thể bắt đầu rồi. Ngô Bình, nếu tôi nói trước, vậy cậu Kỳ chỉ có thể chọn ngược lại thôi. Kỳ Lân thản nhiên nói, không sao. Ngô Bình gật đầu, tôi nói nửa trận đầu này, đội bồ sẽ vào một trái, tỷ số 1-0. Kỳ Lân lắc đầu, biến số trên sân bóng quá lớn, anh cũng tự tin thật. Ngô Bình, trận này, anh có chơi không? Kỳ Lân cười nói, đương nhiên chơi, cứ theo anh nói, cược 10 tỷ. Nói xong, hai bên tự mình đặt 10 tờ chỉ phiếu trị giá 1 tỷ lên trên bàn trước mặt mình. Người của hai bên đều ngồi xuống xem trận đấu. Dưới ánh đèn. Một bóng dáng dính sát mặt đất rời đi. Cái bóng này, bay hơn 5.000 cây số, trực tiếp đến sân bóng. Bởi vì nó là khôi ảnh nên tốc độ rất nhanh, chỉ mấy phút đã đến được sân bóng. Đối thủ của đội bồ rất mạnh, phòng vệ chặt chẽ, bọn họ.
Tấn công mấy lần liên tục đều thất bại, mà thời gian nửa trận đầu chỉ còn lại 3 phút. Trong sòng bạc, Kỳ Lân khẽ cười, cậu Lâm, xem ra các cậu sắp thua rồi. 3 phút cuối cùng, rất khó để vào lưới. Tuy Lâm Kiếm Phong không biết tại sao Ngô Bình lại tự tin như vậy, nhưng cậu ta lựa chọn tin tưởng cậu, nói chưa đến giây cuối cùng, kết quả vẫn chưa biết được. Kỳ Lân, anh đừng vui mừng quá sớm. Lúc này, khôi ảnh của Ngô Bình cuối cùng cũng ám vào. Người một cầu thủ số 10 của đội Bồ, cầu thủ này lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, xúc giác cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều. Anh ta bỗng chốc đột phá phòng thủ như tia chớp, một mình xông vào. Tốc độ của anh ta rất nhanh, khiến cầu thủ đối phương đều giật mình, đến khi bọn họ định thần lại thì cầu thủ số 10 đã lao ra đến mười mấy mét. Tất cả mọi người đều liều mạng quay về phòng thủ, nhưng cầu thủ số 10 tốc độ quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không theo kịp, thủ môn khom người chuẩn bị phóng ra mọi lúc. Bị chi? Một cú đá bổng, quả bóng xoay tròn vào khung thành, góc độ rất hiểm hóc, tay thủ môn chạm đến bóng nhưng tay lại bị đẩy ra, còn quả bóng lại bay vào khung thành tựa như tia chớp. Hiện trường sôi sục, cầu thủ đội Bồ thành công mở bàn, tỷ số 1-0. Lúc này, Kỳ Lân ở sòng bạc cũng ngây người, lẩm bẩm nói, không thể nào. Lâm Kiếm Phong cười lớn ha ha, mấy người Diệp Ngưng Băng cũng hoan hô. Cậu Ngô, chúng ta cược chúng rồi, tuyệt quá. Kỳ Lân đen mặt hỏi người trung niên bên cạnh, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh ta có thể điều khiển trận đấu? Người trung niên, trận đấu là chúng ta chọn tùy ý, khả năng không cao. Cậu chủ, chuyện này có chút kỳ lạ, hay là tạm thời đừng chơi nữa? Kỳ Lân hừ lạnh, tôi không tin anh ta có thể đoán đúng liên tục, trận tiếp theo cược quyền NHL. Lâm Kiếm Phong cố ý châm chọc nói với Kỳ Lân, cậu Kỳ, vừa tới đã thắng anh 10 tỷ rồi, xin lỗi nhé. Anh còn tiền không, hay là tôi cho anh mượn một ít? Kỳ Lân cười lạnh, Lâm Kiếm Phong, trò chơi chỉ mới bắt đầu, anh đừng có kiêu ngạo. Chẳng mấy chốc anh ta đã tìm được một trận quyền anh đang phát trực tiếp, hai bên đang tiến hành hiệp thứ hai. Kỳ Lân nói, hiệp này, tôi chọn trước, tôi nghĩ hiệp này tuyển thủ quần đỏ sẽ đánh bại tuyển thủ quần đen. Người quần đen là một người đàn ông tóc vàng mũi to, người quần đỏ là một người da đen tóc xoăn. Trong đó người da đen mạnh hơn một chút, 36 trận thì thắng 34 trận, thua 2 trận. Tuyển thủ tóc vàng 23 trận, thắng 17 trận, thua 6 trận. Hơn nữa, về thể hình thì người da đen cũng có lợi thế hơn, cánh tay dài hơn, vóc dáng cũng cao hơn. Hai tuyển thủ quyền Anh này, Kỳ Lân cũng hiểu biết chút ít, biết người da đen có khả năng thắng nhiều hơn, nên anh ta chọn ngay người da đen sẽ thắng. Lâm Kiếm Phong nghe vậy thì không nhịn được cười lạnh. Kỳ Lân, anh đây là chơi không nổi nữa sao? Tìm một tuyển thủ mà anh biết rõ, sau đó nói tuyển thủ chiếm ưu thế sẽ thẳng, chơi như vậy mà thú vị sao? Kỳ Lân lạnh nhạt nói, Lâm Kiếm Phong, nếu không dám chơi thì có thể không chơi, không ai ép. Lâm Kiếm Phong rất bực mình, Ngô Bình vỗ tay cậu cười nói, cũng được, lần này cược bao nhiêu? Kỳ Lân khá tự tin với ván này, nói, vậy thì 20 tỷ tệ. Ngô Bình, được. 20 tỷ tệ, nếu hai người hòa nhau hoặc võ sĩ quyền anh tóc vàng thắng thì đều tính là tôi thắng. Dĩ nhiên, Kỳ Lân nói. Hai bên lại đặt chi phiếu của mình xuống, sau đó ngồi xuống xem trận đấu quyền anh. Thế là con rối bóng dáng của Ngô Bình tiếp tục lên đường, lần này bay vượt qua hơn 7.000 cây số, chạy đến hiện trường trực tiếp trận đấu. Lúc này hiệp thứ hai đã gần đến hồi kết, người đồ đen chiếm ưu thế, nhiều lần đánh trúng võ sĩ tóc vàng. Hiệp thứ hai kết thúc, hai bên quay về nghỉ ngơi uống nước, huấn luyện viên hai bên bước lên truyền lại chiến thuật. Đúng lúc này, một bóng người mờ nhạt bay tới trên người người đàn ông tóc vàng, người đàn ông tóc vàng bỗng phát hiện ngũ quan lục giác của cậu A đều cực kỳ nhạy bén, thể lực lúc trước cũng hồi phục trong chốc lát, thoáng chốc đã trở nên cường tráng, có sức lực cực kỳ mạnh. Tiếng chuông trận đấu vang lên, võ sĩ hai bên lại bước lên võ đài. Sau khi nghỉ ngơi, bước chân của võ sĩ tóc vàng rất linh hoạt, võ sĩ đồ đen rất khó đánh trúng cậu ta, ngược lại nhiều lần bị đánh trúng mặt và đầu. Hiệp thứ ba đánh đến phút thứ hai, võ sĩ tóc vàng móc một quyền, võ sĩ đồ đen bị KO tại trận đấu kết thúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Kiếm Phong reo hò vui mừng, Kỳ Lân chố me nhìn, chuyện gì đây? Sao võ sĩ tóc vàng lại đột nhiên trở nên mạnh thế? Anh ta nhìn Ngô Bình, trầm giọng nói, sao các cậu làm được? Lâm Kiếm Phong cười, sao mà làm được?
dĩ nhiên là may mắn, vận may của bọn tôi tốt hơn anh nên anh mới thua. Sao nào Kỳ Lân, anh còn dám chơi tiếp không? Kỳ Lân hừ một tiếng, dĩ nhiên là chơi tiếp rồi, nhưng phải đổi cách chơi. Lâm Kiếm Phong nhìn Ngô Bình, thấy cậu khế gật đầu bèn cười nói, được chứ, anh muốn chơi thế nào? Kỳ Lân mở điện thoại ra, trên đó có một tin tức. Thời gian thực, nói lời 7 phút sau sẽ có một trận mưa sao băng, vị trí của trận mưa sao băng sẽ ở gần thần kinh. Chúng ta cược xem số lượng sao băng rơi xuống là số lẻ hoặc số chẵn. Ngô Bình cười nói, không thành vấn đề, anh chọn trước đi. Kỳ Lân đi đến một bên, gọi một cú điện thoại, 5 phút sau mới trả lời, tôi nói là số lẻ. Ngô Bình gật đầu, vậy chúng tôi chọn số chẵn. Lâm Kiếm Phong, Kỳ Lân, anh muốn chơi bao nhiêu? Lần này dường như Kỳ Lân rất tự tin, cười nói, 50 tỷ tệ, cậu dám chơi không? Trước đó đã kiếm được 30 tỷ tệ, Lâm Kiếm Phong siết chặt 60 tỷ tệ, cậu ta bật cười nói, có gì mà không dám, 50 thì 50. Mấy người Hạ Dã Thiên ở một bên đều sửng sốt, Hạ Dã Thiên có thể được coi là một người có lai lịch, nếu không thì cậu ta đã không đến Đại học Thần Kinh được. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một ván cược mấy chục tỷ tệ. Đương nhiên, cậu ta cũng biết rõ những người nhà giàu như Lâm Tướng, Kỳ Tướng hàng năm đều nhận được rất nhiều tiền thưởng, hơn nữa đều có tài sản gia tộc, thậm chí có làm chút kinh doanh ở tiên giới, cho nên tiền chỉ là một con số với những gia tộc này thôi, thứ họ thật sự muốn là tài nguyên và quyền lực hiếm có. Có quyền lực thì muốn bao nhiêu tiền cũng được. Một nữ sinh đi cùng nhỏ giọng hỏi Hạ Dã Thiên, tôi cảm thấy mình giống như người phàm đang xem đấu pháp thần tiên vậy. Hạ Dã Thiên cười khổ, với chúng ta thì họ quả thật là thần tiên mà. Hai bên lấy chỉ phiếu 50 tỷ tệ của mình ra, đích thân quản lý chỗ đánh cược đó trông coi. Sau đó hai bên đi đến bục quan sát ở tầng thượng để quan sát số lượng sao băng. Để công bằng, cả hai bên tự chọn ra 3 người có thị lực tốt, cộng với 2 người làm chứng bên sòng bạc lần lượt đếm số lượng sao băng. Vài phút trôi qua, thần niệm của Ngô Bình bao phủ lấy bầu trời. Phát hiện có hàng trăm thiên thạch đang bay về phía bầu khí quyển, cậu chỉ nhìn thoáng qua đã thấy số lượng thiên thạch là 107, quả nhiên là số lẻ. Cùng lúc đó, trong tai nghe vô hình của Kỳ Lân vang lên báo cáo giám sát của Cục Thiên Văn, cậu Kỳ, chúng tôi phát hiện được 107, đây là số lẻ. Kỳ Lân đi đến chỗ cách đó khá xa, thấp giọng nói, nhất định phải chắc chắn là số lẻ, ngộ nhỡ xuất hiện số chẵn thì dùng vũ khí đánh rơi một viên thiên thạch để nó biến thành số lẻ. Cuối cùng mưa sao băng xuất hiện, từng viên thiên thạch rơi xuống đất, 30 viên, 50 viên, 100 viên. Khi những thiên thạch cuối cùng chuẩn bị bay vào bầu khí quyển, 9 thanh phi kiếm ẩn trong bầu không khí trước đó chuyển động, kiếm quang bay về phía thiên thạch lập tức đập vỡ nó. Kiếm quang mạnh đến mức thiên thạch lập tức biến thành khí, không để sót lại thứ gì, dĩ nhiên cũng không thể rơi vào bầu khí quyển để tạo thành sao băng. 1 giây, 5 giây, 10 giây. Sau khi đếm được 100 thiên thạch, nụ cười trên mặt Kỳ Lân dần biến mất, anh ta tức giận nói, sao băng đâu? Chuyện gì thế này? Thế nhưng một phút trôi qua, 5 phút trôi qua, vẫn không có một sao băng nào xuất hiện nữa. Lâm Kiếm Phong bật cười ha ha, sao băng đẹp thật đó, như thế mà sắp kết thúc rồi nhỉ? Chưa xem đã mà. Lúc này nhân viên hai bên đã viết số lượng sao băng lên giấy, tổng cộng có 100 ngôi sao băng. 100 ngôi sao băng. Xem ra chúng tôi lại thắng rồi. Kỳ Lân, xin lỗi nhé, tôi lấy 50 tỷ tệ rồi. Ánh mắt Kỳ Lân lướt qua Lâm Kiếm Phong lạnh lùng nhìn Ngô Bình hỏi cậu là ai? Ngô Bình mặt không đổi sắc nói, sao thế, thua vài ván đã muốn nghe ngóng thân phận của tôi, để sau đó trả thù tôi à? Kỳ Lân cười nhạo, đắc tội với người nhà họ Kỳ, không ai bảo vệ được cậu ta, nhà họ Lâm cũng không. Diệp Ngưng Băng cười mỉa, chỉ là một tu sĩ luyện khí nhỏ bé thôi mà lại dám đe dọa đệ tử xuất sắc của Đại Tông, anh chán sống rồi à? Thân phận của Ngô Bình vừa được tiết lộ, Kỳ Lân ngạc nhiên nói, cậu ta là đệ tử xuất sắc của Đại Tông. Diệp Ngưng Băng, cậu ấy không chỉ là đệ tử xuất sắc của Đại Tông, cậu ấy còn lĩnh hội được chuông thái thượng. Kỳ Lân, anh chẳng khôn khéo, gì cả. Sắc mặt Kỳ Lân vô cùng phức tạp, anh ta nhìn Ngô Bình, sau đó hừ một tiếng. Xoay người bỏ đi. Tay sai của anh ta cũng rời đi theo. Lâm Kiếm Phong tức giận nói, Kỳ Lân này đúng là chẳng biết trời cao đất dày, dám đe dọa bạn của Lâm Kiếm Phong tôi đây. Diệp Ngưng Băng lạnh lùng nói, bây giờ anh ta không dám, trừ khi anh ta muốn chết.
Ngay cả Diệp Ngưng Băng cũng xem thường tên Kỳ Lân này chứ đừng nói là Ngô Bình. Lâm Kiếm Phong gật đầu, sau đó cười nói, tối nay kiếm được 90 tỷ, đều là công của anh Ngô, chúng ta mỗi người một nửa. Mặc dù Ngô Bình không cần tiền lắm nhưng có tiền mà không kiếm là trái nguyên tắc, lập tức không khách sáo nhận lấy 40 tỷ. Lâm Kiếm Phong cực kỳ vui, không chỉ giành lại được số tiền đã thua trước đó mà còn đánh rất mạnh một đòn vào Kỳ Lân, đã lâu rồi cậu ta mới cảm thấy sảng khoái như vậy. Cậu Ngô, hôm nay tôi đến Thạch Hải Tử, thật ra muốn đến chợ để đi dạo. Vừa lúc chúng ta kiếm được nhiều tiền như thế, vậy đến đó mua chút đồ nhé. Chợ Đế là chợ phiên sao, Ngô Bình chưa từng nghe nói đến bèn hỏi. Lâm Kiếm Phong gật đầu, chợ Đế đã có từ khi Đại Hạ lập nước. Hơn nữa còn được lập ra bởi hoàng đế đầu tiên của Đại Hạ nên mới lấy tên là chợ đế. Chợ đế có rất nhiều đồ, có người tu hành, cũng có người bình thường, nhưng thường có thể tìm được đồ tốt. Dĩ nhiên, đồ tốt thì không hề rẻ đâu. Ngô Bình cảm thấy có hứng thú, cười nói, vậy à? Chợ đế này cũng mở cửa hãng ngày à? Lâm Kiếm Phong, mùng 9, 19, 29 hàng tháng sẽ họp chợ, hôm nay là 29, là ngày mở chợ. Ngô Bình nói với Hạ Dã Thiên, Hạ Dã Thiên, chúng tôi đến chợ đế dạo vài vòng, các vị cứ chơi tiếp đi nhé. Thật ra Hạ Dã Thiên cũng muốn đi theo nhưng cậu ta biết mình chưa thân với Ngô Bình lắm nên liền nói, được, cậu Ngô, sau này có thời gian chúng ta lại tụ họp. Sau khi bốn người họ bỏ đi, Diệp Ngưng Băng mới nói, tôi nghe nói ở chợ đế có mấy cửa hàng trăm tuổi, nên luôn muốn đến để xem thử. Ngô Bình hỏi, cửa hàng trăm năm tuổi gì kia? Diệp Ngưng Băng, cửa hàng Lão Tường bán dược liệu, đã kinh doanh hơn 300 năm rồi, cửa hàng kim khí nhà họ Từ bán binh khí, có lịch sử gần 400 năm, còn có Vạn Phù Lâu bán bùa chú, Tiên Đan Phường bán đủ các loại đan dược, tất cả đều đã có lịch sử trên 300 năm. Ngô Bình cười, nói, không ngờ thần kinh còn có chỗ như thế này, tôi nên đến sớm hơn mới phải. Lâm Kiếm Phong, cậu Ngô, giờ đến cũng chưa muộn. Mấy phút sau, ba người họ lên xe. Quản gia Hồ dắt theo người ngồi trên một chiếc xe khác lái ở phía trước. Diện tích của Thạch Hải Tử rộng hơn 100 km vuông, trong đó phần lớn là núi và hồ, chợ đế nằm trong một khu núi, xe chạy mười mấy phút mới đến được lối vào chợ đế. Để vào chợ đế phải tốn 1 triệu để mua vé vào cổng, đối với tu sĩ và người có tiền thì 1 triệu không đáng là gì nhưng lại có thể ngăn được mấy phường tạp nham muốn vào xem náo nhiệt. Quảng Y A Hồ mua vé vào cổng xong thì nhẹ nhàng vào trong. Vào trong chợ đế, phía trước có một con đường đá ôm quanh núi, đi về trước mấy chục mét thì có quầy hàng, có điều hàng hóa ở những quầy hàng nhỏ này không thu hút được sự chú ý của Ngô Bình, họ đi thẳng vào những quầy hàng ở đoạn giữa con đường. Hai bên con đường ven núi có không ít nhà cửa được xây dựng, cổ kính rêu phong, có một vài ngôi nhà có quy mô khá lớn, mở rộng vườn ra sau núi. Trên đường có rất nhiều người đi lại, người bên ngoài vào cũng không ngớt. Họ đi được một dặm thì thấy một quầy hàng rất lớn, đấy là cửa hàng kim khí của nhà họ Từ. Quầy hàng của nhà này làm ăn rất đắt khách, người ra vào tấp nập, rất nhiều người đến đây để mua binh khí. Lâm Kiếm Phong liền nói, người nhà họ Từ có được chân truyền luyện khí, từng làm ra không ít linh binh, đặc biệt là binh khí do Từ Công làm, ngàn vàn cũng khó mua, lúc nào cũng phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Ngô Bình không có hứng thú với binh khí. Binh khí có tốt thế nào cũng không bì được với thiên tai cốt đao và chín phi kiếm của cậu. Có điều, dù gì cũng đã đến đây rồi, hơn nữa, Lâm Kiếm Phong và Diệp Ngưng Băng đều muốn vào lựa vài món nên cậu cũng vào theo. Họ vào trong quầy thì thấy trong sân bày rất nhiều binh khí lộ thiên, Ngô Bình cầm một thanh kiếm bằng huyền thiết lên, nó khá nặng, lưỡi kiếm sắc bén, cậu búng nhẹ thì nghe thấy âm thanh trong veo và ngân rất dài. Kiếm tốt, Ngô Bình khen. Lâm Kiếm Phong cười. Nói thường thì kiếm đặt ở bên ngoài sẽ có giá tầm mấy triệu, đồ tốt thật sự đặt ở bên trong. Họ vào trong phòng khách cao gần 10 mét, rất rộng rãi. Giữa phòng có một giá kiếm khổng lồ, trên giá kiếm có một thanh kiếm lớn dài gần 3 mét, toát ra sát khí khiến người ta phải kinh sợ. Trong vòng 10 bước làm người khác buốt lạnh, đến cả tu sĩ cũng không dám lại gần trong phạm vi 5 bước. Xung quanh thanh kiếm lớn này có rất nhiều người chờ xem náo nhiệt. Có người còn mạnh dạn chồm lên trước xem, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại ở ngoài phạm vi 5 bước chân. Bên ngoài trưng bày rất nhiều bảo kiếm, bảo, đao, bên cạnh mỗi một binh khí đều có một người hướng dẫn mua hàng, chịu trách nhiệm giảng giải.
Lâm Kiếm Phong, kiếm ở trong này có rẻ cũng phải mấy chục triệu một cây, đắt cũng phải mấy trăm triệu hoặc mấy tỷ. Diệp Ngưng băng đi một vòng, nhìn thấy một bọc kiếm da rắn màu xanh lam, mũi kiếm là hỗ tử đàn, mặt ngoài nạm ngọc lấp lánh. Cô ta cầm thanh kiếm dài, rút lưỡi kiếm ra quan sát thì thấy lưỡi kiếm khá hẹp, chỉ lớn bằng hai ngón tay, trên kiếm có hoa văn như vảy cá, toát lên hàn khí buốt lạnh. Ngô Bình nhìn thấy thanh kiếm đó thì nói, kiếm tốt đấy. Người tư vấn mua hàng là một cô gái tầm 20 tuổi, cô ta cười, nói, thanh kiếm này tên là thất âm, lúc rút kiếm ra sẽ có 7 loại âm thanh vang lên, làm rối loạn tinh thần của kẻ địch. Tôi muốn thanh kiếm này. Bỗng dưng, có giọng phụ nữ vang lên từ phía sau. Ngô Bình ngoảnh đầu lại nhìn, đó là một cô gái tầm 25, 26 tuổi, ngoại hình tầm 7 điểm, mặc một chiếc váy đen, chân mày hơi cao, trông hơi hung dữ. Diệp Ngưng Băng không thèm ngoảnh đầu, chỉ nói với người tư vấn, tôi đã mua rồi. Nhân viên tư vấn gật đầu, vâng, giá của thanh kiếm thất âm này là 807 triệu. Diệp Ngưng Băng nói, cậu Ngô bù thêm giúp tôi, lúc về tôi sẽ trả lại. Ngô Bình lấy ra tờ chỉ phiếu 1 tỷ, đưa cho nhân viên tư vấn đó. Người phụ nữ phía sau nổi giận, các người điếc sao? Tôi nói tôi muốn mua thanh kiếm này. Nhân viên tư vấn vừa giúp Diệp Ngưng Băng gói kiếm, vừa cười, nói, cửa hàng của chúng tôi còn có rất nhiều kiếm tốt, cô có thể lựa. Bổn cô nương chỉ cần thanh kiếm này. Cô gái đó hầm hầm xông qua, đưa tay ra đòi giật lại hộp kiếm từ tay Diệp Ngưng Băng. Diệp Ngưng Băng né người, lùi về sau mấy bước, giận dữ nói, cô làm gì thế? Người phụ nữ nhìn cô ta chằm chằm, nói, lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi mua thanh kiếm này. Nhưng cô vẫn cứ muốn giành với tôi, cô đang muốn đối đầu với tôi mà. Diệp Ngưng Băng, tiền trao cháo múc, giờ thanh kiếm này đã thuộc về tôi rồi. Người phụ nữ giận dữ, lạnh lùng nói, hay lắm, nhưng tôi nhắc nhở cô một câu, những người đối đầu với tôi thì cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Cô đang uy hiếp tôi đấy sao? Diệp Ngưng Băng cũng nổi giận, cô ta là người thông minh, căn cơ thâm hậu, không ngờ bây giờ lại bị người ta uy hiếp nên sát ý liền trỗi dậy. Sau lưng người phụ nữ có một người đàn ông tầm 30 tuổi nghiêm giọng nói, mở to mắt chó của các người ra mà xem cho rõ, vị này là con gái của nhà Du đại tướng quân đấy. Diệp Ngưng Băng chẳng buồn nhiều lời với mấy người đó, chỉ lạnh lùng đáp, muốn có thanh kiếm này cũng được thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ngô Bình muốn đi theo nhưng Diệp Ngưng Băng cười, nói chuyện nhỏ chút xíu, có thể tự giải quyết được, sẽ quay lại ngay. Ngô Bình biết khả năng của Diệp Ngưng Băng nên không thấy lo lắng. Cậu gật đầu, được, cẩn thận một chút. Diệp Ngưng Băng và cô con gái của Du đại tướng quân đó cũng ra khỏi cửa hàng, cũng không biết họ muốn nói chuyện bằng cách nào. Chưa đầy 5 phút sau, Ngô Bình đang ngắm một thanh kiếm ngắn khác thì Diệp Ngưng Băng đã quay lại, hộp kiếm trong tay đã không thấy đâu, chỉ thấy cô ta cầm thanh kiếm thất âm đó trong tay. Lâm Kiếm Phong đến trước mặt Ngô Bình, không kiềm được, hỏi cô Diệp, họ. Diệp Ngưng Băng bình thản đáp, bị tôi chém văng hai người. Những người còn lại chạy hết rồi. Lâm Kiếm Phong đưa ngón cái lên, nói cô Diệp thật lợi hại, có điều Du đại tướng quân khá có thế lực trong giới võ quan, cô đánh con gái của ông A chắc ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Ngô Bình, vị Du tướng quân đó có nhiệm vụ gì? Du tướng quân chịu trách nhiệm quản lý quân trấn thủ ba cửa phía Bắc, dưới trướng có 7-8 ngàn lính, lợi ích của quân giữ cửa là nhiều nhất, ai ra vào cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ. Ngô Bình, chỉ mà một tên trông cửa thôi mà. Diệp Ngưng Băng không quan tâm, cô ta hỏi, các anh đã tìm được binh khí ưng ý chưa? Ngô Bình lắc đầu, vẫn chưa. Sau đó cậu hướng mắt về thanh kiếm ở giữa. Lâm Kiếm Phong liền nói, cậu Ngô, thanh kiếm đó là báu vật giữ cửa hàng của cửa hàng kim khí họ Từ, tên là Kiếm Thất Tinh Long Uyên, đó là tác phẩm của Đại sư Đúc Kiếm Thượng Cổ. Có điều thanh kiếm này rất khó khống chế. Từ xưa đến giờ từng có vô số cao thủ muốn giành nó cho mình nhưng cuối cùng đều thất bại. Năm xưa Từ Công có công lập quốc nên Hạ Hoàng đã thưởng thanh kiếm này cho Từ Công. Cô gái tư vấn mua hàng bên cạnh nói, Từ Công nói ai có thể rút được kiếm thất tinh Long Uyên ra và dùng kiếm thi triển được kiếm quyết trên thân kiếm thì nhà họ Từ sẽ tặng kiếm cho người đó. Vừa nghe kiếm này có thể tặng không, Ngô Bình lập tức tỉnh táo hẳn, cậu hỏi kiếm quyết viết ở đâu? Cô gái tư vấn cười nói, ở ngay sảnh lớn phía sau. Nhóm Ngô Bình đến sảnh lớn phía sau, trong sảnh có đặt một bức tường đổ nát, trên bức tường có vẻ hình người cầm kiếm và tổng cộng có 24 bức hình. Lâm Kiếm Phong cũng biết thứ này,
Cậu ta nói, vách tường này cũng có lai lịch cao thâm, nghe nói là do một vị kiếm đạo chí tôn từ xưa đã để lại. Từng động tác trên này đều trái với quy luật đất trời, không theo trật tự của đất trời, vì vậy từ xưa tới nay chưa ai có thể làm ra được 24 động tác hoàn chỉnh. Ngô Bình, có người nào làm được một vài động tác không? Lâm Kiếm Phong nói, tiền triều từng có một vị thiên kiêu làm được 9 động tác, sau đó người này tiến vào tiên giới, khai tông lập phái, cũng chính là tông môn hạng nhất Kiếm Huyền Tông. Ngô Bình nhìn hình ảnh trên vách tường nói, 24 động tác này bổ trợ lẫn nhau, nếu chỉ lĩnh ngộ được một số ít trong đó thì chỉ có thể xem như biết được chút trò vặt mà thôi. Lâm Kiếm Phong, ai nói không phải chứ? Nhưng cho dù chỉ lĩnh ngộ được một động tác thì cũng không tệ rồi, cả đời hưởng thụ. Người như vậy, trong lịch sử cũng chỉ có vỏn vẹn 10 người. Ngô Bình đứng bất động trước vách tường, tập trung toàn bộ tinh thần vào 24 động tác. Cậu phát hiện có duy nhất một động tác rất kỳ lạ, hơn nữa cũng chẳng có quy luật gì. Vô số kinh nghiệm trong đầu cậu nói cho cậu biết, bộ kiếm pháp này nhất định phải nắm toàn bộ trong tay. Nếu chỉ luyện một động tác thì cũng giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy một điểm đen hoặc một điểm vàng, căn bản không thể biết con báo sẽ trông thế nào. Toàn bộ 24 động tác được khắc ghi trong đầu cậu, được cậu hóa giải, tổ hợp không ngừng, lĩnh ngộ sự kỳ diệu bên trong. Một khắc sau, trong đầu cậu đã hình thành một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Cậu khẽ cười, đi đến sảnh trước, đến trước kiếm thất tinh Long Uyên. Kiếm khí mạnh mẽ, khiến người ta không thể lại gần bảo kiếm trong vòng 5 bước mới đầu Ngô Bình cũng cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó cậu dùng đến công pháp trên vách tường, thân thể lập tức nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi bay đến trước kiếm thất tinh Long Uyên, một tay nằm lấy nó. Trong sảnh lớn vốn đang ồn ào náo nhiệt, nhưng trong chốc lát đã yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào tay trái của Ngô Bình. Cầm kiếm thất tinh Long Uyên lên, tay phải Ngô Bình nắm chặt trên chuôi kiếm, vừa dùng công pháp trên vách tường, vừa chậm rãi rút bảo kiếm ra. Thân kiếm trông rất kỳ lạ, khi cậu nhìn xuống thân kiếm lại cảm thấy như từ trên đỉnh núi nhìn xuống vực vậy, sâu bên trong kiếm tựa như có một con rồng khổng lồ nằm trong đó. Xung quanh ồn ào âm thanh kinh ngạc, một ông lão từ bên trong lao ra, sau lưng có rất nhiều người đi theo. Ông lão này hai bên tóc mai bạc trắng, hai mắt sáng rực, ông ta kinh ngạc nhìn Ngô Bình, lớn tiếng nói, công tử. Ngô Bình nhìn sang, thấy ông lão cất bước vội đến, cậu hỏi, ông có gì dặn dò? Ông lão chắp tay, lão phu là chủ nhân nơi này, được gọi là Từ Công. Ngô Bình, thì ra là Từ Công, nghe danh đã lâu. Từ Công có vẻ rất vui mừng, ông ta cười nói, công tử có thể rút được kiếm này, chứng tỏ cậu có duyên với kiếm này. Ngô Bình, Từ Công, có phải chỉ cần dùng kiếm này luyện ra được kiếm pháp trên vách tường thì tôi có thể cầm nó đi? Từ Công gật đầu, không sai. Công tử nhìn thấy vách tường rồi sao? Ngô Bình, thấy rồi. Nơi này quả nhỏ, không tiện thi triển, có thể ra ngoài thi triển không? Từ Công vui mừng, công tử học được kiếm pháp được ghi trên vách tường rồi sao? Ngô Bình, thử xem sao. Vẻ mặt Từ Công phức tạp, ông ta gật đầu nói, được, mời công tử vào trong viện. Sân viện rất lớn, tất cả mọi người đều bị mời ra, đứng vây thành vòng ở phía xa. Ngô Bình tay cầm kiếm thất tinh Long Uyên, làm một tư thế tay kiếm quyết, một luồng kiếm thế kinh khủng hình thành, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy nặng nề trong lòng, sau lưng lạnh buốt. Sau đó Ngô Bình chuyển động, bảy luồng kiếm ảnh lao về bảy hướng khác nhau, lần lượt đánh ra một loại kiếm phát uy lực kinh người. Phân ảnh chạm. Từ Công thốt thành lời, bỗng quỳ gối xuống đất. Bảy luồng kiếm ảnh quay về vị trí cũ, Ngô Bình thu kiếm về. Bởi vì vừa mới lĩnh ngộ kiếm quyết nên khi thi triển vẫn còn chưa quen, nếu không phân ảnh chạm này có thể phóng ra 24 luồng kiếm ảnh, kết thành một sát trận tuyệt thế. Nhìn thấy Từ Công quỳ xuống, Ngô Bình vội vàng đỡ ông ta dậy, Từ Công sao lại làm vậy? Từ Công nước mắt đầm đìa, nói, công tử, kiếm pháp này chính là do kiếm đạo chí tôn để lại, cậu đã có được chân truyền của kiếm đạo chí tôn, trong lòng lão phu rất mừng. Ngô Bình, vãn bối không dám nhận. Từ Công năm lấy tay Ngô Bình, cảm kích nói, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người lĩnh ngộ được chân truyền vách tường. Công tử, có thể đến viện phía sau không? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên được. Ngô Bình đi vào cùng Từ Công, Lâm Kiếm Phong và Diệp Ngưng Băng đang đợi trong viện. Lâm Kiếm Phong vô cùng thích thú, cảm khải nói, cậu Ngô mạnh thật. Còn có thể lĩnh ngộ được vách tường, thật lợi hại. Diệp Ngưng Băng cũng có chút kinh ngạc, nói, bộ kiếm pháp vừa nấy. Bảy kiếm hợp một,
ngay cả cao thủ thần thông chắc chắn cũng không đỡ được. Lâm Kiếm Phong, cậu Ngô có thể lĩnh ngộ được phách tường, cô nghĩ Ngô Bình chỉ lĩnh ngộ được chút ít từ chuông thái thượng sao? Diệp Ngưng Băng giật mình, ý cậu là Ngô Bình đã lĩnh ngộ được tinh túy của chuông thái thượng sao? Lâm Kiếm Phong sáng mắt, có phải lĩnh ngộ được tinh túy hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn cậu Ngô lĩnh ngộ vượt xa so với người trước. Trong nhà họ Từ, Ngô Bình được mời đến một tòa nhà cổ kính, người làm bưng trà đến, mùi hương ngào ngạt. Từ Công cười nói, mời cậu dùng trà. Từ Công vẫn không biết thân phận của Ngô Bình, vì thế bèn hỏi mấy câu, mới biết được cậu đang học ở Đại học Thần Kinh, là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, cười nói, với thiên phú của cậu, tương lai nhất định là đệ tử cốt cán của đại giáo. Sau đó lấy một ngọc phù hình thanh kiếm, nói công tử. Đây là tín vật chí tôn kiếm đường, cầm vật này, có thể trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh của kiếm đường. Ngô Bình nhận lấy ngọc phù, hỏi, Từ Công, chí tôn kiếm đường là nơi thế nào? Từ Công cười nói, trong thập đại tiên giới, có vạn kiếm tiên giới. Vạn kiếm tiên giới lấy tiên kiếm làm chủ, trong đó thực lực mạnh nhất chính là chí tôn kiếm đường. Cao thủ vạn kiếm tiên giới chín thành đều từng là đệ tử của chí tôn kiếm đường. Ngô Bình, nói như vậy, chí tôn kiếm đường và vách tường này có quan hệ. Từ Công gật đầu, vị đại năng truyền thừa lại vách tường kia chính là một trong những người sáng tạo chí tôn kiếm đường, chính là một trong tứ đại kiếm tổ của vạn kiếm tiên giới. Ngô Bình, ra là vậy. Sau này tôi sẽ đến vạn kiếm tiên giới một chuyến. Từ Công nói, kể từ bây giờ, công tử chính là đệ tử của vạn kiếm tiên giới. Với thân phận này, khắp thiên hạ, người dám động đến công tử cũng chẳng nhiều. Ngô Bình vẫn còn muốn đến nơi khác nhìn xem, nên nói chuyện vài câu với Từ Công rồi đứng dậy tạm biệt, sau đó tiếp tục lên núi cùng Lâm Kiếm Phong, Diệp Ngưng Băng. Lúc bọn họ rời khỏi cửa hàng kim loại, sau lưng có một nhóm người đi theo, mắt nhìn chằm chằm kiếm thất tinh Long Uyên trong tay Ngô Bình. Ngô Bình cũng không quan tâm, dạo vài vòng đến mấy tiệm kim loại, sau đó lại đến một tiệm thuốc nam. Tiệm thuốc nam có lịch sử hơn 300 năm, kinh doanh đủ các loại dược liệu. Diện tích tiệm thuốc rất lớn, phía trước có 8 gian, phía sau còn có mấy sân viện. Vừa vào ông lão lưng còng ra đón, cười nói, công tử đến tiệm nhỏ này, đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn. Lão tôi đây là chủ tiệm này, mọi người đều gọi tôi là Lão Tường. Ngô Bình vội nói, thì ra là tiền bối Lão Tường, thất kính rồi. Lão Tường cười, hỏi, công tử cần dược liệu gì thì cứ nói. Lão đây sẽ giảm giá cho công tử. Ngô Bình không hiểu sao Lão Tường này lại khách sáo với mình như thế, cậu nói, vậy cảm ơn tiền bối. Để tôi xem qua dược liệu ở quý tiệm đã. Lão Tường nói, công tử, thuốc tốt đều nằm phía trong, chỗ đó thường không mở cửa với khách ngoài, tôi có thể dắt cậu vào xem thử. Ngô Bình, vậy thì tốt quá. Thế là mấy người họ băng qua hai tòa lầu, đến một khu nhà nhỏ. Lão Tường mời mấy người họ vào phòng khách rồi lấy ra một chiếc nhãn chứa đồ, lần lượt lấy ra mấy trăm loại dược liệu từ bên trong và bày hết trên chiếc bàn dài trong phòng khách. Những dược liệu đó đều là linh dược, khó tìm thấy ở phàm giới. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, cậu lướt mắt nhìn quanh rồi đưa ngón tay ra chỉ, cái này, còn cái này nữa, tôi lấy hết. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, Ngô Bình đã chọn được 49 loại dược liệu. Lâm Kiếm Phong và Diệp Ngưng Băng giúp cậu lựa mấy loại dược liệu mà cậu chọn ra, đặt lên trên một chiếc bàn khác. Cậu chọn dược liệu xong thì Lão Tường lấy bàn tính ra, gõ lách cách một hồi rồi cười, nói, công tử, dược liệu hết tổng cộng 684.500 đồng tiền tiên. Tôi giảm cho công tử 20%, là 547.600 đồng tiền tiên. Công tử mới đến lần đầu, nên không thu cậu số lẻ, cậu chỉ cần đưa 540.000 là được rồi. Ngô Bình biết lợi nhuận họ thu về rất nhiều nên cũng không khách sáo với ông ta, cậu nói, được, nếu sau này tiền bối cần đan dược thì có thể tìm tôi. Mắt Lão Tường sáng lên, ông ta hỏi, công tử biết luyện đan sao? Ngô Bình cười, nói, biết sơ sơ. Lão Tường liền lấy một đơn thuốc, đưa cho Ngô Bình và nói, mời công tử xem thử. Ngô Bình nhìn lướt qua, đấy là đan dược thuộc loại kim phong ngọc lộ đan, không dễ luyện, thuộc đan dược bậc 9. Cậu hỏi, có đủ dược liệu chưa? Lão Tường đầu, tôi đã chuẩn bị dược liệu cho 2 lò. Ây, tôi đã vất vả tìm kiếm thầy luyện đan 30 mấy năm rồi nhưng vẫn mãi không tìm ra. Nếu công tử có thể luyện được loại đan dược này thì đúng là đã giúp được tôi một việc rất lớn. Ngô Bình, tôi có thể thử, tôi luyện được đan dược sẽ chia cho tiền bối 2 viên.
Lão Tường liền đồng ý ngay, thật ra một viên đã đủ với ông ta rồi. Dù gì thì giá trị của đan dược cũng gấp cả trăm lần so với dược liệu, có được một viên đan dược là đã lời lắm rồi, nói gì đến hai viên. Ngô Bình nói, hôm nay tôi rảnh, xin tiền bối sắp xếp cho một căn phòng yên tĩnh. Lão Tường nghe Ngô Bình nói muốn luyện đan ngay thì liền nói, được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Mấy phút sau, Ngô Bình đến một căn nhà đá ở giữa núi, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lâm Kiếm Phong và Diệp Ngưng Băng đứng canh gác trong một đình nhỏ bên ngoài cách đó mấy chục mét. Lâm Kiếm Phong nói, trời ơi, không ngờ cậu Ngô lại còn là thầy luyện đan. Lâm Kiếm Phong tôi có thể quen biết với cậu Ngô thì thật sự có chết cũng đáng. Diệp Ngưng Băng cười, nói, đúng thế, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy Ngô Bình có thực lực, ai ngờ lại giỏi đến thế, không chỉ có thiên phú hơn người mà còn là thầy luyện đan. Chưa nói thứ khác, chỉ với thân phận thầy luyện đan thôi cũng có thể làm giàu khắp bốn phương ở phàm giới rồi. Cậu Ngô đang luyện đan dược gì? Khó luyện lắm sao? Lâm Kiếm Phong không hiểu lắm nên hỏi Diệp Ngưng Băng. Độ khó của việc luyện chế đan dược bậc 9 đương nhiên là rất cao rồi. Đôi mắt xinh đẹp của cô A sáng lên, nếu như Ngô Bình có thể luyện thành thì chứng tỏ ít nhất cũng là thầy luyện đan bậc 9. Lâm Kiếm Phong cười, nói, vận may của tôi quả thật không tồi. Trong căn nhà đá, Ngô Bình vừa luyện xong lò kim phong ngọc lộ đan đầu tiên, có được 4 viên đan dược trung thượng phẩm. Cậu thu gom số dược liệu còn lại, cầm theo 2 viên kim phong ngọc lộ đan và ra khỏi căn nhà đá. Lão Tường đứng gác ở gần đó, thấy Ngô Bình xuất quan thì liền chạy đến, hỏi cậu Ngô, đã thành công chưa? Ngô Bình gật đầu, khá may mắn, đây là 2 viên kim phong ngọc lộ đan, là đan dược trung thượng phẩm. Lão Tường vui mừng, cảm ơn Ngô Bình rối rít, thật cảm ơn cậu quá. Ngô Bình, chúng tôi còn phải lên núi dạo một vòng, hôm khác lại ghé thăm. Lão Tường không giữ được họ, chỉ đành đích thân tiễn họ ra cổng. Lâm Kiếm Phong ra khỏi tiệm thuốc thì không kiềm được, hỏi cậu Ngô, kim phong ngọc lộ đan đó có tác dụng gì? Ngô Bình cười, nói, có câu nói thế này, kim phong ngọc lộ gặp nhau một lần lại hơn cả nhân gian gặp nhau vạn lần, cậu có biết câu nói đó có ý gì không? Lâm Kiếm Phong, lẽ nào còn có cách hiểu khác? Ngô Bình nói, kim phong là dương, ngọc lộ là âm, vì vậy kim phong ngọc lộ đan là đan dược kết hợp cả âm và dương, vừa luyện thần vừa luyện hình. Uống đan dược này có thể nâng cao tư chất, tăng cường thể chất. Lâm Kiếm Phong nói với vẻ mặt ngưỡng mộ, không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được loại đan dược này. Ngô Bình nhìn sang Lâm Kiếm Phong, cười, hỏi, cậu Lâm có hứng thú sao? Lâm Kiếm Phong liền gật đầu, tư chất tôi bình thường, nếu như uống một viên kim phong ngọc lộ đan thì không chừng có thể tu luyện được. Ngô Bình nói, trong tay tôi vẫn còn 2 viên, có thể để lại cho cậu Lâm một viên. Lâm Kiếm Phong vui mừng, tốt quá, cậu Ngô cứ ra giá. Diệp Ngưng Băng khá có kinh nghiệm, cô ta nhìn Ngô Bình rồi nói với Lâm Kiếm Phong, cậu Lâm có biết giá của đan dược bậc 9 trung thượng phẩm không? Lâm Kiếm Phong gãi đầu, có phải đắt lắm không? Diệp Ngưng Băng, cùng là đan dược bậc 9, cùng là trung thượng phẩm nhưng giá cả của chúng lại rất khác biệt, loại đan dược bậc 9 trung thượng phẩm rẻ nhất cũng không thấp hơn 1 triệu tiền tiên. Lâm Kiếm Phong ngơ ngác, 1 triệu tiền tiên đổi ra tiền đại hạ thì ít nhất cũng phải 1.000 tỷ. Lâm Kiếm Phong bất giác cười mếu, nói, 1 triệu tiền tiên là con số trên trời, e rằng tôi không mua nổi. Ngô Bình cười, nói, tôi và cậu Lâm mới gặp như đã quen, anh cứ đưa bao nhiêu cũng được. Lâm Kiếm Phong là người thông minh, cậu ta biết mình không trả nổi ân tình lớn thế này nên cười, nói, sao tôi có thể trục lợi từ cậu Ngô được, mặc dù tôi không mua nổi nhưng tôi có thể đổi đồ. Diệp Ngưng Băng tò mò, thứ gì mà có thể đổi được 1.000 tỷ? Lâm Kiếm Phong nghiêm túc nói, đồ đáng giá bao nhiêu tiền tùy vào đánh giá của cậu Ngô. Cậu Ngô, bây giờ chúng ta về xem món đồ đó đi. Chợ đế lúc nào cũng đến được, Ngô Bình cũng không vội. Cậu liền gật đầu, nói, cũng được. Mấy người họ liền lên xe xuống núi, lúc mặt trời lặn, họ đã đến tướng phủ, trước cổng lớn của tướng phủ có 2 thần thú, vô cùng uy phong. Vì là xe của Lâm Kiếm Phong nên có thể lái thẳng vào trong. Tướng phủ rất lớn, xe chạy hết 45 phút mới dừng lại trước một tòa lầu nhỏ màu xanh. Cậu ta mời Ngô Bình và Diệp Ngưng Băng lên lầu, bảo họ chờ một lát rồi vội vã rời đi. Khoảng gần mười mấy phút sau, Lâm Kiếm Phong cầm theo một chiếc hộp màu xám xanh xuất hiện. Chiếc hộp không lớn, rất vuông vắn. Lâm Kiếm Phong cẩn thận đặt chiếc hộp lên bàn,
cười, nói, bố tôi biết có thể đổi được một viên đan dược thì đã sảng khoái đưa nó cho tôi, mời cậu Ngô xem qua. Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong có một con dấu nhỏ màu vàng, vuông văn, trên con dấu có khắc hình một con thần thú. Lật con dấu lại thì thấy có một phù văn kỳ lạ được khắc bên trên. Ngô Bình chỉ nhìn lướt qua thì đã biết phù văn đó không thể xem thường, có khả năng liên kết với trời đất, cộng hưởng với đại đạo. Ngô Bình không biến sắc, hỏi cậu Lâm biết lai lịch ấn này không? Lâm Kiếm Phong cười nó a năm trước, một nông dân đào được từ trên núi. Lúc đó, ngoài ấn nhỏ còn có những thứ khác, nhưng cha tôi chỉ được chiếc ấn vuông này. Ngô Bình nói, tuy tôi không biết lai lịch ấn này thế nào, nhưng quả thực nó rất bất phàm. Lâm Kiếm Phong vui mừng, nói, chỉ cần có thể đổi được một viên đan dược thì đều đáng cả. Dù ấn này có đáng tiền hơn nữa thì nhà họ Lâm cũng sẽ không bán nó đi, chỉ có thể giữ mãi như vậy. So ra mà nói, Kim Phong Ngọc Lộ đan đối với Lâm Kiếm Phong còn đáng giá hơn nhiều. Ngô Bình, chỉ đổi một viên đan dược thì cậu Lâm chịu thiệt rồi. Như vậy đi, đợi sau này tôi luyện chế được thiên kiêu đan thì sẽ đưa cậu Lâm một viên. Lâm Kiếm Phong vui mừng, cậu Ngô, cậu thật sự cho tôi một viên thiên kiêu đan sao? Ngô Bình cười nói, cậu đã nói rồi. Đồ vật đáng giá bao nhiêu tiền, tôi cứ nói là được. Lâm Kiếm Phong vô cùng cảm động, thật ra cậu ta có thể có được một viên Kim Phong Ngọc Lộ đan là đã thỏa mãn rồi, nhưng Ngô Bình còn muốn tặng cậu ta một viên Thiên Kiêu đan quý giá hơn nữa. Diệp Ngưng Băng cười nói, chẳng trách mọi người đều thích làm bạn với thầy luyện đan, quả nhiên có lý. Lâm Kiếm Phong, cậu Ngô, sắp đến giờ cơm tối rồi, cậu nhất định phải ở lại, chúng ta uống vài ly. Ngô Bình nói, cậu Lâm, đổi hôm khác vậy, tối nay tôi có hẹn rồi. Lâm Kiếm Phong cũng không miễn cưỡng, cười nói, vậy được. Chúng ta cũng cùng trường, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt. Để lại một viên đan dược, không lâu sau Ngô Bình cũng tạm biệt. Rời khỏi tướng phủ, Diệp Ngưng Băng nói, cậu có hẹn vậy thì tôi không làm phiền nữa. Ngô Bình, vậy được. Sau khi tạm biệt Diệp Ngưng Băng, cậu đến chỗ đã hẹn trước với Lam Chỉ Ngư, một nhà hàng có vị trí khá hẻo lánh. Lam Chỉ Ngư đã đặt trước phòng bao, nằm trên một căn nhà trúc, căn nhà nằm bên một con suối, xung quanh rất yên tĩnh. Lam Chỉ Như vẫn chưa đến, Ngô Bình lấy ấn nhỏ kia ra nghiên cứu. Theo kinh nghiệm của cậu, ấn nhỏ này có lẽ là một loại pháp khí chân áp, nhưng tác dụng cụ thể thế nào thì cậu vẫn không hiểu rõ lắm. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu chợt lạnh, mau chóng cất ấn nhỏ. Mấy phút sau, có người đi lên nhà trúc, ngồi đối diện cậu. Ngô Bình biết người mới đến này, đây là một ông lão, chính là trưởng lão của Thiên Trần giáo kia, Minh Duệ. Mới đầu, Minh Duệ mời cậu gia nhập Thiên Trần giáo, còn nói 7 ngày sau lại đến gặp cậu. Nhưng không biết tại sao, đến tận bây giờ cậu mới gặp lại ông ta. Ngô Bình cười nói, Minh trưởng lão tìm tôi có chuyện. Minh Duệ không khách khí nâng ly trên bàn, rót cho mình một ly nước rồi nói, lúc trước trong giáo có xảy ra vài chuyện, tôi quay về xử lý. Mãi đến hôm qua mới quay về thế tục, để cậu đợi lâu rồi. Ngô Bình, Minh trưởng lão, tôi đã gia nhập Liên Sơn Tông, sợ rằng không thể gia nhập vào quý giáo rồi. Minh Duệ cười ha ha, chỉ là Liên Sơn Tông mà thôi, không đáng nhắc đến. Tôi nghe nói cậu còn lĩnh ngộ được cả chuông thái thượng, tư chất như vậy thì nên đến Thiên Trần giáo tôi phát triển. Liên Sơn Tông đối với cậu mà nói, chỉ là một cái hồ cạn nước, không nuôi nổi một con rồng như cậu. Ngô Bình bèn lấy ngọc phù hình kiếm ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói tôi từ chối Minh trưởng lão, còn có nguyên nhân khác. Nhìn thấy ngọc phù hình kiếm, Minh Duệ ngây người, lầm bầm nói, chí tôn kiếm đường. Ngô Bình gật đầu, tôi đã lĩnh ngộ được thứ trên vách tường có khắc tranh, nên bây giờ đã là đệ tử của chí tôn kiếm đường rồi. So với chí tôn kiếm đường, quả thực Thiên Trần giáo không là gì cả, Minh Duệ bỗng chốc không biết phải nói gì, ông ta thở dài. Giọng điệu vô cùng tiếc nuối, Thiên Trần giáo không thể có được cậu, đúng là tổn thất lớn. Ngô Bình, thiên hạ có vô số nhân tài, Thiên Trần giáo nhất định có thể tìm được đệ tử xuất sắc hơn. Minh Duệ rất thất vọng, ông ta suy nghĩ rất lâu, nói với Ngô Bình, Thiên Trần giáo không dám giành đệ tử với chí tôn kiếm đường, nhưng Thiên Trần giáo mỹ nữ như mây, cậu có thể chọn vài người làm đạo lữ. Như vậy thì ai cũng vui mừng. Ngô Bình cũng không biết nói gì hơn. Nghiêm mặt nói, Minh trưởng lão, làm như vậy không tốt lắm đâu. Minh Duệ lấy ra một quyển sách ảnh từ trong ngực, cười nói, đây là bốn nữ đệ tử xinh đẹp nhất Thiên Trần giáo tôi hiện tại, cậu cứ xem trước.
Ngô Bình bất đắc dĩ, chỉ đành nhận lấy sách ảnh, vốn chỉ định lướt xem qua rồi trả lại cho đối phương, nhưng vừa nhìn thì bất giác cậu đã sững người. Chỉ thấy một cô gái yêu kiều như hoa bên trên, thanh thuần động lòng người, chính là một trong thập đại mỹ nhân trong mỹ nhân đồ. Thấy Ngô Bình nhìn hình ảnh mỹ nữ đến ngây ngốc, Minh Duệ rất vui mừng, nói cậu đúng là có mắt nhìn. Cô gái này tên Tsukishi Sakura, chính là đệ nhất mỹ nhân trong 3.000 năm nay của Thiên Trần giáo tôi. Ngô Bình, cô ấy là người Đông Doanh. Minh Duệ cười nói, cũng không phải. Nguồn gốc Đông Doanh có liên quan đến một thần quốc ở tiên giới, Tsukishi Sakura là hoàng tộc trong thần quốc. Vốn Ngô Bình không có ý định đồng ý, nhưng cô gái này lại là người trong mỹ nhân đồ, đương nhiên cậu cũng một tiếp xúc thử, xem mỹ nhân đồ là thật hay giả. Suy nghĩ một lát, cậu nói, có cơ hội, tôi muốn gặp mặt với cô gái Tsukishi này một lần. Minh Duệ cười nói, đương nhiên, tôi sẽ bảo Tsukishi Sakura đến giới thế tục một chuyến để gặp cậu. Ngô Bình, vất vả rồi. Minh Duệ đạt được mục đích, vui mừng rời khỏi. Minh Duệ đi không bao lâu thì Lam Chỉ Ngư đã đến. Chỉ Ngư, Ngô Bình đứng đẩy kéo ghế cho cô ta. Lam Chỉ Ngư cười nói, đợi lâu chưa? Không có, tôi cũng vừa đến. Ngô Bình đưa thực đơn qua, gọi món trước đi. Lam Chỉ Ngư gọi hai món, sau đó Ngô Bình lại gọi thêm mấy món, rồi bảo nhân viên bắt đầu lên món. Lúc đợi thức ăn, Lam Chỉ Ngư nhìn cậu hỏi nghe nói, có người lĩnh ngộ được phách kiếm, lấy đi thất tinh long uyên kiếm, người đó không phải là cậu đấy chứ? Ngô Bình cười ha ha, Chỉ Ngư đúng là tin tức nhanh nhạy, chuyện mới xảy ra mà chị đã biết ngay rồi. Lam Chỉ Ngư cảm khái nói, phách kiếm đã nhiều năm chưa có ai lĩnh ngộ được, mà cậu lại lợi dụng nó rút ra được kiếm thất tinh long uyên, lợi hại. Ngô Bình, Chỉ Ngư hẹn tôi ăn cơm, có phải có chuyện muốn nói không? Lam Chỉ Ngư gật đầu, vốn dĩ, tối nay tôi muốn nói với cậu về chuyện của học viện quân sự. Nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết rồi. Ngô Bình ngây người, tại sao lại không cần thiết? Lam Chỉ Ngư, cậu lĩnh ngộ được chuông thái thượng, là đã rất xuất sắc rồi. Bây giờ lại lĩnh ngộ được truyền thừa trên vách kiếm, bên trên chắc chắn sẽ quan tâm đến cậu. Tôi đã nhận được tin, Hoàng đế bệ hạ cử sứ giả xuống, có lẽ tối nay sẽ liên lạc với cậu. Ngô Bình hỏi, Hoàng đế tìm tôi. Lam Chỉ Ngư, chắc hẳn bệ hạ sẽ mời cậu gia nhập học viện Hoàng gia. Ngô Bình gật đầu, tôi vốn cũng định đến học viện Hoàng gia. Lam Chỉ Ngư, sau khi gia nhập học viện Hoàng gia, chương trình học ở học viện quân sự của cậu sẽ mau chóng kết thúc. Bởi vì bên trên càng coi trọng tư chất tu hành của cậu hơn, chứ không phải tài năng quân sự. Ngô Bình, nếu có thể mau chóng tốt nghiệp, vậy cũng là chuyện tốt. Cậu cũng không muốn tốn nhiều thời gian học tập tại học viện quân sự. Lam Chỉ Ngư, bây giờ bên ngoài đã đồn cậu như thần rồi, không chỉ hoàng đế lôi kéo cậu, mà một vài thế lực cũng sẽ tìm đến cậu. Ngô Bình hỏi, Chỉ Ngư, vậy chị nói xem, tôi nên chấp nhận lời mời của bọn họ không? Lam Chỉ Ngư, đừng từ chối, cũng đừng đồng ý. Ngô Bình giơ ngón cái, Cao Miên Hồ. Lam Chỉ Ngư liếc nhìn cậu, trước khi đến, học viện có tìm tôi nói chuyện. Cậu không cần phải tham gia kiểm tra, ngày mai sẽ chính thức trở thành một thành viên của học viện quân sự. Sau này, cậu sẽ tiến hành học tập một tháng, tiếp đó có thể thành công tốt nghiệp. Ngô Bình, tôi nghe nói, sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự cũng có khác biệt, tôi thuộc loại nào vậy? Lam Chỉ Ngư, học sĩ học viện quân sự đại hạ chia thành học viên sĩ bình thường, học sĩ cấp sao. Trong đó, cấp bậc cao nhất là học sĩ 5 sao. Một khi học sĩ 5 sao gia nhập vào quân đội thì thấp nhất cũng phải là đô thống. Chức vị đô thống tương đương cấp thị trưởng, Ngô Bình rất hài lòng với điều này, cậu cười, nói, được. Lúc này thức ăn đã được dọn lên, Ngô Bình vừa mới cầm đũa gắp một miếng thịt thì lỗ tai liền giật nhẹ, chân mày trao lại. Lam Chỉ Ngư quan sát thấy biểu cảm của cậu nên hỏi, sao thế? Ngô Bình đặt đũa xuống, nói Chỉ Ngư, chị đợi tôi vài phút, tôi sẽ quay lại ngay. Cậu nói xong thì đột ngột nhảy từ trên lầu xuống rồi biến mất hút trong bóng đêm. Cùng lúc đó, trong rừng trúc ở cách đó không xa, có mấy bóng người bám sát theo phía sau, chìm vào trong bóng đêm như những con nhạn. Mặt Lam Chỉ Ngư hơi biến sắc, họ là ai? Ngô Bình nhanh chóng bay ra xa hơn 100 dặm rồi đáp xuống một ngọn núi hoang. Cậu đáp đất không lâu thì có hai bóng đen từ trên trời bay xuống. Lặng lẽ đứng cách cậu không xa. Ngô Bình nhìn họ chằm chằm,
hỏi các anh đuổi theo tôi lâu như vậy có mệt không? Bóng đen bên trái cười nham hiểm, giao kiếm thất tỉnh Long Uyên ra đây thì tôi có thể tha cho anh. Ngô Bình, kiếm thất tinh Long Uyên vẫn luôn được đặt ở cửa hàng kim khí, tại sao các người lại không đến lấy? Bóng đen đó nói, anh không biết hay giả vờ không biết. Chợ đế có người chấp pháp trấn giữ, ai dám đến trộm kiếm? Giờ Ngô Bình mới biết, thì ra chợ đế có người chấp pháp, cậu cười, nói, vì vậy các anh muốn cướp kiếm thất tinh Long Uyên từ chỗ tôi sao? Bóng đen đó nói, đi theo anh cả đoạn đường, vốn dĩ đã muốn ra tay từ sớm nhưng không ngờ anh lại vào tướng phủ, chúng tôi chỉ đành đợi thôi. Ngô Bình lắc đầu, chỉ dựa vào sức của hai anh mà cũng muốn lấy kiếm thất tinh Long Uyên sao? Bóng đen bên trái cười lạnh lùng, chúng tôi dư sức đối phó với anh. Anh ta vừa dứt lời thì liền vung tay phải, một sợi dây màu đen bay qua, trói chặt lấy Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Ngô Bình bị sợi dây màu đen quấn chặt thì mất hết sức, hoa mắt, chóng mặt, không đánh trả lại nổi. Bóng đen đó cười he he, dây trói tiên này của tôi thế nào hả? Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, có bảo bối thế này rồi mà lại còn muốn cướp kiếm thất tinh Long Uyên, các anh không thấy mình tham lam quá sao? Bóng đen đó lạnh lùng nói, vốn dĩ còn định tha cho anh một mạng nhưng anh lại không biết trân trọng, vậy thì hãy chết đi. Anh ta rút một con dao ra, định xông qua cắt đầu Ngô Bình. Lúc Ngô Bình bị trói chặt thì huyền ảnh đã chìm vào đất, người đó vừa tiến gần đến Ngô Bình thì mặt đất liền xuất hiện một cánh tay màu đen, cầm đao xương thiên tai và nhẹ nhàng chém. Máu tươi văng ra, bóng đen đó bị đao xương thiên tai chém xéo thành hai khúc, mất cả hồn lẫn xác. Khổn tiên sách đó mất đi sự điều khiển của thần niệm thì lập tức nới lỏng, và bị Ngô Bình nắm trong tay. Bóng đen còn lại hoảng sợ, thét lên chết. Sau đó anh ta vỗ hai tay vào nhau, một sát quang hình đĩa xoay tròn với tốc độ cao bay vút qua, mục tiêu là đầu của Ngô Bình. Lúc này Ngô Bình đã lấy lại tự do, cậu đột nhiên biến mất, ngay lập tức, bóng đen thứ hai sững người vì đã bị khôi ảnh khống chế. Ngô Bình đến trước mặt anh ta, hỏi ai đã phái các anh đến. Người đó nói, không ai sai khiến cả, là chúng tôi muốn cướp kiếm thất tinh Long Uyên thôi. Các anh cũng đã đến chợ đế rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi đã nhìn thấy anh lấy kiếm thất tinh Long Uyên đi. Các anh thuộc tổ chức nào? Tiên giới, kỳ chân môn. Học. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 192.